Tất cả các anh chị chúng ta quay trở lại với buổi đọc sách ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc đến tiến sĩ Thái Lâm Toàn cùng toàn thể quý anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an, thành công và giàu có. Và chúng ta cùng nhau hàng sáng, chúng ta cùng nhau dậy sớm hội tụ về phòng Zoom để chúng ta cùng nhau nghe đọc sách, cùng nhau chiêm nghiệm những cuốn sách trong nước và ngoài nước để chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống của mình, những hành trình tiếp theo của mình được thành công hơn, cũng như rút ra được những bài học. Em xin phép một chút. Và cũng đồng hành với chúng ta xuyên suốt trong thời gian qua thì có tiến sĩ Thái Lâm Toàn với quyển sách Kế hoạch làm giàu của Viện trưởng Viện Đào tạo Bách khoa tiến sĩ Thái Lâm Toàn tự viết, và cũng như cuốn sách ngoài nước đó là Người giàu có nhất thành Babylon, Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, thì cũng đã mở cho chúng ta những cái tư duy biết lý do tại sao chúng ta cần phải làm giàu, và cũng như chúng ta có những kế hoạch. Thì những cái kế hoạch đó thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ đâu, thì chúng ta cần phải nghĩ giàu thì mới làm được giàu. Thì trong chúng ta phải được giàu có từ trong những cái suy nghĩ của mình để chúng ta có được những cái mục tiêu, những cái khát vọng, những khát khao trong cháy bỏng trong mình để thực hiện những cái mục tiêu đó của mình. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục đọc với cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill để chúng ta cùng nhau rút ra những bài học, rút ra những cái kinh nghiệm cho cuộc hành trình của mình năm 2022. Và hôm nay em bắt đầu đọc với chương 1 Khát vọng. Và em xin phép được bắt đầu. Điểm khởi đầu của mọi thành công. Bước làm giàu thứ nhất. Khi Erin C. Barney bước xuống ga tàu hỏa của Orlandi, bề ngoài trông anh như có vẻ giống như một kẻ lang thang, nhưng trong trí tuệ của anh, kẻ lang thang ấy ẩn chứa nhiều tư tưởng của một ông hoàng. Trong lúc Barney đi từ đường ray xe lửa đến văn phòng của Thomas Edison, anh tâm trí luôn hoạt động. Anh mường tượng ra cảnh mình đang đứng trước Edison. Barney như nghe thấy mình đang yêu cầu Edison cho mình một cơ hội để thực hiện. Nỗi ám ảnh chi phối anh suốt cuộc đời. Nỗi khát khao cháy bỏng được trở thành người hợp tác kinh doanh cùng nhà phát minh vĩ đại. Khát vọng của Barney không chỉ là một niềm hy vọng và cũng không chỉ là một niềm mong ước. Đó là nỗi khát khao sôi sục và chảy trong huyết quản của anh. Nỗi khát khao rõ ràng và kiên định ấy mạnh hơn bất kỳ điều gì khác. Vài năm sau, Erin Barney lại đứng trước Edison, cũng ở một căn phòng nơi anh đã gặp nhà phát minh lần đầu tiên. Lần này thì khát vọng của anh đã thành hiện thực. Anh trở thành người hợp tác kinh doanh với Edison. Giấc mơ chi phối cuộc đời của anh đã thành hiện thực hóa. Barney cùng những người thành công vì anh đã lựa chọn cho mình một cuộc đời mình một mục tiêu rõ ràng. Dành hết năng lượng, sức mạnh ý chí, nỗ lực cá nhân và tất cả những gì anh có thể đạt được bằng mục tiêu đó. Trong quãng thời gian 5 năm trước khi cơ hội mà Barney tìm kiếm xuất hiện, quãng thời gian anh chỉ làm công ăn lương trong văn phòng của Edison. Với mọi việc, với mọi người, anh chỉ như một bánh răng nhỏ trong guồng máy kinh doanh của Edison. Nhưng trong thâm tâm Barney, anh luôn là một đối tác của Edison. Và nghĩ ấy, và các nghĩ ấy đã nung nấu từng giây phút ngay từ ngày đầu tiên anh làm việc tại văn phòng của Edison. Đó là một ví dụ điển hình minh họa cho sức mạnh của sự khát vọng rõ ràng và mãnh liệt. Barney đã đạt được một mục đích vì anh muốn trở thành một người cộng tác kinh doanh với Edison hơn bất kỳ điều gì khác. Anh đã vạch ra mình một kế hoạch để đạt được mục đích đó và không bao giờ lùi bước. Anh kiên định giữ vững niềm khát khao của mình cho đến khi mình trở thành một nỗi ám ảnh và cuối cùng anh biến nó thành sự thật. Khi đến Orange, Barney không tự nhủ rằng mình sẽ thuyết phục được Edison cho mình một công việc.
kiểu gì cũng được. Mà anh tự khẳng định với bản thân mình sẽ gặp Edison và làm cho ông ta nhận thấy rằng mình đến để cùng kinh doanh với ông ta. Anh không nói rằng trong trường hợp thất bại mình sẽ tìm kiếm một cơ hội khác, mà anh nói chỉ có một điều duy nhất trên thế gian này là mình phải quyết tâm, phải đạt được và là được cộng tác và kinh doanh với Edison. Mình sẽ thiêu dụi tất cả những cây sầu sau lưng và đánh đổi toàn bộ tương lai vào khả năng của bản thân để đạt được những gì mình muốn. Anh không để lại cho mình một con đường rút lui, anh phải thành công hay là chết. Đó chính là lý do giải thích cho câu chuyện thành công của Barney, không được phép lùi bước. Câu chuyện sau sẽ kể về, có lẽ xảy ra từ lâu rồi. Thời đó, một chiến binh vĩ đại buộc phải đưa một quyết định để đảm bảo chiến thắng trên chiến trường. Ông chuẩn bị đem quân đi đánh một kẻ địch hùng mạnh với một số quân vượt trội. Ông cho quân của mình lên thuyền, dong buồm ra khơi tới vuông quốc của kẻ địch. Đến nơi, người chiến binh quả cảm cho tất cả quân trang và binh lính của mình xuống thuyền, sau đó lệnh cho đốt thuyền đã chở họ. Ông nói với binh sĩ trước khi bắt đầu trận chiến: các người có nhìn thấy chiếc thuyền đang bốc cháy kia không? Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể rời khỏi bờ biển này nếu chúng ta không chiến thắng. Giờ đây không còn là sự lựa chọn nào khác, chúng ta phải chiến thắng hoặc chúng ta bị tiêu diệt. Và cuối cùng họ đã thắng. Bất kỳ ai muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phải sẵn lòng đốt con thuyền của mình và cắt đứt mọi con đường lui. Đó là cách duy nhất để đảm bảo và duy trì trạng thái tinh thần và khát khao chiến thắng, điều kiện cần thiết để vươn tới thành công. Buổi sáng hôm sau, trận hỏa hoạn khủng khiếp ở Chicago, một nhóm thương gia đứng trên phố Sita nhìn lại đống cho tàn mà trong đó không bao lâu còn là cửa hàng của họ. Họ tranh luận với nhau để quyết định xem liệu nên xây dựng lại mọi thứ ở đây hay rời khỏi Chicago và làm lại từ đầu. Một vùng đất khác có nhiều triển vọng hơn, và cuối cùng thì tất cả họ đều quyết định rời khỏi Chicago. Chỉ còn có duy nhất một người quyết tâm ở lại và bám trụ trên mảnh đất còn đống tro tàn. Người thương gia đó đã chỉ tay vào đống tro tàn và trước kia và từng là cửa hàng của anh và tuyên bố: các ngài hãy chờ xem, chính tại chỗ này tôi sẽ xây nên một cửa hàng lớn nhất thế giới, cho dù nó sập xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa vì hỏa hoạn. Đó là năm 1871. Không lâu sau, cửa hàng của ông được xây dựng lại cho đến bây giờ. Cửa hàng bách hóa, massage, vẫn đứng đó sừng sững như một tượng đài và tượng trưng cho sức mạnh của niềm khát khao cháy bỏng. Thật dễ cho nếu như ông làm đúng những gì mà các thương gia khác đã làm. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn và tương lai có vẻ mịt mù, họ chỉ có việc bỏ cuộc và tìm đến nơi có cuộc sống dễ dàng hơn. Hãy lưu ý kỹ sự khác biệt giữa Mark Ha và những thương gia khác, bởi vì đó cũng chính là điểm khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại. Mỗi con người chúng ta khi đến tuổi hiểu được cái giá trị tiền bạc đều mong muốn có được nó. Nhưng chỉ mong muốn thôi thì không mang lại cho bạn được sự giàu có. Bạn cần phải có khát vọng làm giàu, biến khát vọng đó thành nỗi ám ảnh, lập một kế hoạch chi tiết và cách thức, phương tiện để đạt được sự giàu có và kiên trì thực hiện bằng được những kế hoạch đó mà không bao giờ lo sợ bị thất bại. Đó mới là những yếu tố cần có và đủ giúp bạn có được cuộc sống giàu sang. 6 bước để biến khát khao thành vàng.
Phương pháp để biến khát vọng của giàu có bạn của bạn thành những tài sản vật chất tương đương bao gồm 6 bước rõ ràng và thiết thực sau đây. Bước 1, xác định rõ ràng tâm trí của bạn muốn số tiền chính xác mà bạn muốn có. Nếu bạn chỉ nói tôi muốn có rất là nhiều tiền thì chưa đủ, và hãy xác định rõ số tiền này và nguyên nhân tâm lý giải thích tại sao bạn phải xác định rõ như vậy để đề cập. Và nó được đề cập trong chương sau. Bước 2, xác định rõ bạn đang định đánh đổi những cái gì để nhận được số tiền mà bạn mong muốn. Một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận là mọi thứ đều có cái giá của nó. Bước 3 là xác định rõ ràng ngày mà bạn muốn có được số tiền. Bước 4, hãy lên một kế hoạch cụ thể để thực hiện những ước muốn của bạn và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay. Và bạn đã sẵn sàng nó hay chưa? Bước 5, viết một bản tuyên bố rõ ràng, ngắn gọn, trong đó liệt kê số tiền mà bạn muốn có trong thời hạn để đạt được số tiền đó. Cái giá mà bạn sẵn sàng phải trả là một kế hoạch cụ thể để đạt được nó. Bước 6 là hãy tuyên bố nó, bạn hãy tuyên bố nó vào trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Trong lúc bạn đọc, bạn hãy tưởng tượng và cảm nhận và tin rằng bạn đã có được số tiền đó. Việc bạn tuân theo những chỉ dẫn được mô tả trong 6 bước trên đều rất quan trọng và cần thiết. Trong đó, bước thứ 6 đặc biệt quan trọng, bạn sẽ phàn nàn rằng bạn làm sao có thể tưởng tượng là bạn đang có thật nhiều tiền, trong khi bạn thật sự chưa có nó. Một khát vọng làm giàu mãnh liệt sẽ giúp bạn thực hiện được tưởng tượng, cũng như không thể. Nếu bạn thật sự khát khao và giàu sang đến mức điều khiển được nó trở thành nỗi ám ảnh, thì sẽ không khó để bạn thuyết phục mình rằng mình sẽ đạt được sự giàu sang như thế. Mục đích rõ ràng, muốn có nhiều tiền, sự quyết tâm có được số tiền đó và khiến bạn tin rằng bạn sẽ đạt được điều như vậy. Nếu bạn chưa từng được dạy về cách thức vận hành của trí óc của con người, thì hãy hướng dẫn như có vẻ như không thực tế, nhưng có lẽ thông tin sau sẽ giúp bạn được tin tưởng hơn vào những chỉ dẫn trên. Chính ông vua thép, một trong những người thành công nhất trong lịch sử của nước Mỹ, anh đã nói với tôi về 6 bước đó để bắt đầu một sự nghiệp của một người lao động bình thường trong những nhà máy thép, mặc dù việc khởi đầu từ một điểm xuất phát là một điểm thấp như vậy. Nhưng ông đã thành công trong việc vận dụng những nguyên tắc để có đạt được số gia tài và trong khoảng thời gian là được 1 triệu đô la, tương đương với 20 tỷ đô la ngày nay và còn nhiều hơn thế. Và cái số tiền đây họ đang so sánh với cách đây rất nhiều năm thì nó là 20 tỷ. Sẽ thuyết phục hơn nếu bạn biết rằng nhà phát minh nổi tiếng cũng là một doanh nhân thành đạt là ông Thomas Edison đã nghiên cứu rất kỹ 6 bước trên. Chính ông cũng đã đồng ý rằng chúng tôi không chỉ là những bước cần thiết để giúp tích lũy tiền bạc mà còn cần thiết để đạt được bất kỳ mục đích nào trong cuộc đời của mình. Những bước trên không đòi hỏi bạn phải lao động cực nhọc, không đòi hỏi sự hy sinh để áp dụng, cũng không đòi hỏi những học vấn quá cao, nhưng bạn cần phải có một trí tưởng tượng đủ để có thể cảm nhận và thẩm thấu và hiểu được tích lũy tiền bạc. Không thể trông chờ vào cơ hội, số phận hay may mắn. Giờ đây bạn có thể hiểu rằng bạn không bao giờ có được nhiều tiền, nhiều của cải nếu bạn không có một khát vọng làm giàu mãnh liệt và một niềm tin thật sự rằng bạn đạt được điều đó. Sức mạnh của những giấc mơ lớn.
Nếu bạn đang chạy trong một cuộc đua với cái đích là sự thành công và giàu có, bạn có thể cảm thấy được sự khích lệ và khi biết rằng thế giới già cỗi của mình và chúng ta đang sống và đòi hỏi hơn bao giờ hết là những ý tưởng mới, là những phương cách làm việc mới, là những nhà lãnh đạo mới, là những phát minh mới, những phương pháp, kiểu dáng và phiên bản mới. Dường như tất cả mọi thứ trong thời đại chúng ta đang đòi hỏi được cách tân trở lại nên mới mẻ hơn. Và đằng sau những cái đòi hỏi đó có một phẩm chất mà bạn nên thiết phải có để đạt được đến thành công. Đó là sự kiên định theo đuổi mục tiêu. Nghĩa là bạn biết rõ mình muốn gì và khát khao cháy bỏng của bạn để đạt được nó. Nếu như bạn thật sự có khát vọng làm giàu, hãy nhớ rằng những nhà lãnh đạo thực sự của thế giới này, họ luôn là những người trang bị cho mình và biết sử dụng một cách thiết thực về sức mạnh vô hình của những cơ hội còn là hình thành cho họ. Chính là những người đã chuyển những cơ hội đó thành những tòa nhà chọc trời, những thành phố, những nhà máy, những phương tiện vận tải và những hình thức giải trí, những tiện nghi làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng và nhanh gọn, tốt đẹp và thoải mái hơn. Trong khi vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được sự thành công và giàu có, bạn đừng lung lay hay nhụt chí vì những người xem bạn như kẻ mơ mộng để làm được một điều lớn lao trong thế giới bạn đang thay đổi này. Bạn phải học hỏi tinh thần của những người đi tiên phong trong quá khứ, những ước mơ cống hiến tất cả những giá trị của mình cho nền văn minh nhân loại. Tinh thần ấy là dòng huyết mạch cho sự phát triển và cơ hội tạo cho bạn và tôi sự giải phóng hết sức năng, hết những năng lượng và năng lực tiềm ẩn của mình. Khát vọng cháy bỏng muốn trở thành một ai đó và muốn làm được điều gì đó để điểm xuất phát là những người biết ước mơ cất cánh. Ước mơ không bao giờ hình thành trong những người thờ ơ và lười biếng và hay là thiếu tham vọng. Nếu điều mà bạn mong ước làm là đúng đắn và bạn tin vào nó thì hãy tiến lên và thực hiện nó. Hãy biến giấc mơ của bạn thành sự thật. Đừng bận tâm xem người đời nói gì. Và nếu như bạn thất bại tạm thời, họ không hiểu rằng mỗi sự thất bại đều mang trong mình một hạt giống của sự thành công. Mà Coyne ước mơ về một hệ thống có thể truyền tải âm thanh từ nơi này sang nơi khác mà không cần dây dẫn. Bạn có thể thấy thú vị khi biết rằng những người bạn của Marconi đã tống ông vào một bệnh viện tâm thần khi ông thông báo với họ rằng đã khám phá ra nguyên lý để trở thành một thông điệp qua không gian. Ngày nay, chúng ta đã nhận thấy rõ ràng Marconi không mơ mộng hão huyền chút nào, bằng chứng là có thể tìm thấy trong mỗi chiếc radio, TV, điện thoại, di động, vệ tinh, viễn thông hay bất kỳ một thiết bị vô tuyến quen thuộc nào khác. May mắn là những người biết ước mơ ngày nay đã có điều kiện thuận lợi hơn so với ngày xưa. Thế giới ngày nay ẩn chứa vô số cơ hội mà những người mơ mộng trong quá khứ chưa từng biết tới. Nếu bạn không tin vào điều đó là sự thật, nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng những thất bại gần đây, thì những gì bạn sắp đọc nó sẽ truyền những ý nghĩ và nhiều ý nghĩa. Và bạn hiểu rằng những thất bại chính là tài sản quý giá nhất. Hầu hết mọi người hình thành đều đi lên từ những bước khởi đầu khó khăn. Trải qua rất nhiều những trở ngại như không thể vượt qua được đích đến, bước ngoặt trong cuộc đời của mình để thành đạt và thường chính là những giai đoạn
khủng hoảng như thế. Đó là thời điểm mà qua đó họ lột xác và nhìn nhận ra một cái gọi là cái tôi khác trong con người của mình. Porter đã tìm thấy những phẩm chất thiên tài ngủ quên trong ông chỉ sau khi chịu đựng một nỗi bất hạnh lớn. Ông bị buộc tội về tham ô và bị giam giữ trong một xà lim. Chính tại nơi đây, ông đã làm quen được với một cái gọi là cái tôi khác của chính mình. Bắt đầu viết truyện ngắn, sau đó mặc dù vẫn đang bị nhốt trong xà lim, ông bắt đầu bán những truyện ngắn đó cho các tạp chí dưới bút danh Henry. Nhờ sử dụng trí tưởng tượng của mình, ông ta đã khám phá ra rằng bản thân của ông có thể trở thành một nhà văn vĩ đại thay vì là một tên tội phạm khốn khổ bị ruồng bỏ. Thời điểm được ra tù cũng là lúc Henry đã nổi tiếng khắp nước Mỹ như một nhà văn viết truyện, là một nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất. Thomas Edison ước mơ về một bóng đèn có thể thắp sáng được bằng điện. Ông liền bắt tay vào hành động để thực hiện hóa ước mơ đó. Mặc cho hơn 10.000 lần thất bại, nhà phát minh vẫn kiên trì với giấc mơ cho đến khi tạo được cho thế giới này thêm một thành tựu vĩ đại. Henry Ford, một thanh niên nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn, luôn mơ ước về một chiếc xe không cần ngựa kéo. Anh bắt tay vào ngay công việc với những công cụ thô sơ mà không chờ cho đến khi cơ hội thuận lợi đến với mình. Ngày nay, bằng chứng là ước mơ của anh, ước mơ của Ford đã trở thành những bất kỳ nơi nào trên trái đất. Ford đã cống hiến nhiều sức lực vào việc thực hiện hóa giấc mơ hơn bất kỳ người nào khác, vì ông không bao giờ lo sợ rằng ngày nào đó mình sẽ thoái chí và bỏ ước mơ. Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc ao ước một điều gì đó và việc sẵn sàng đón nhận. Chẳng ai sẵn sàng đón nhận một điều gì đó cho đến khi người đó tin tưởng vào họ sẽ đạt được điều gì đó. Quan trọng là trạng thái tinh thần phải luôn tin tưởng, chứ không phải chỉ huy được hay ước muốn. Cởi mở là một yếu tố cần thiết để niềm tin. Một đầu óc bảo thủ sẽ không khích lệ bạn có được niềm tin và lòng can đảm về sự thật. Và em xin dừng ở đây để chúng ta cùng phân tích trong đoạn đọc sách vừa qua. Thì có nói đến cái điểm khởi đầu, thì chúng ta cũng như hôm qua chúng ta cũng đã được nghe sơ về vấn đề là anh Barney, anh ấy muốn đến trở thành một đối tác với ông Edison, Thomas Edison, chứ không phải là người làm thuê cho ông ấy. Và cái cảnh ngộ là khi anh đến với ông Edison là nhìn giống như một kẻ lang thang, nhưng mà trong kẻ lang thang ấy đã ẩn chứa những tư tưởng của một ông hoàng. Và tâm trí anh thì luôn hoạt động. Và khi chúng ta cảm thấy là chúng ta đến gặp một ai đó với một cái niềm khát vọng để đạt được cái mục đích của mình, mà người đó với so với bản thân mình là một tầm cao hơn, thì chắc chắn là trước khi đi với cái thực hiện cái điều đó thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra những cái cảnh, hoặc là có những cái câu nói nhỏ trong đầu của chúng ta, có thể là những cái mang đến cho chúng ta cái sự tinh thần phấn chấn lên. Nhưng cũng có những người sẽ mang cho mình những cái sự nhụt chí. Nhưng làm sao chúng ta có một cái tinh thần nó phải tốt lên thì chúng ta mới hướng được. Thì ông ấy có nói đến là ông luôn mường tượng ra những cái cảnh tượng và đầu óc ông luôn hoạt động. Cảnh mình đứng trước Edison là chúng ta thấy là ông đã phải suy nghĩ trên cái chặng đường ông đi.
Và trong trong cái khát vọng của Bani, ông hy vọng ông làm, và cũng như thể là niềm mong ước của ông nó đã được sôi sục và nó chảy trong huyết quản của ông, và ông khao khát cũng như lên một kế hoạch rõ ràng và kiên định và mạnh hơn bất kỳ điều gì khác. Và đó chính là cái lý do mà nó ẩn chứa trong cái tư tưởng của ông như một ông hoàng. Đó là tinh thần của những người lãnh đạo. Và để thực hiện những cái khát vọng của anh thì, nhưng trong thâm tâm, Bani luôn nghĩ mình là một đối tác với Edison, và nó nung nấu từng giây từng phút và đã làm. Và trong từ những ngày đầu tiên anh đến làm việc tại văn phòng của Edison. Và chúng ta thấy là đây là một ví dụ về một điểm mạnh, đó là sự khát vọng rõ ràng và mãnh liệt của Edison, của anh. Và khi đến với Edison và ông có vạch ra cho mình những kế hoạch để làm sao mình đạt được cái mục đích và không bao giờ lùi bước và giữ vững cái niềm khát khao của mình cho đến khi trở thành. Cũng như trong cái đoạn này để mình, ông có trích ra một đoạn, đó là mình sẽ gặp Edison và làm cho ông ta nhận ra rằng mình đến để kinh doanh với ông ta. Và chỉ có một điều trên thế gian này mình phải quyết tâm và đạt được, đó là điều cộng tác và kinh doanh. Cũng như chúng ta thấy là mỗi cái điều gì đó thì nó cần có cái sự đánh đổi. Thì ông chấp nhận đánh đổi toàn bộ tương lai của mình vào cái khả năng của bản thân để đạt được điều mình muốn. Thì chúng ta với đến với mỗi cơ hội, nếu như chúng ta không chấp nhận là chúng ta đánh đổi, ví dụ như chúng ta đầu tư với một công ty, đó là công ty về công nghệ, thì chúng ta đầu tư, nếu như chúng ta không dám đánh đổi đó là tiền của chúng ta, để mong cái công ty đó có thể trở thành một cái tương lai sáng ngời hơn với cái tương lai của chúng ta cũng như công ty đó, thì chắc chắn là chúng ta cũng thấy là chúng ta phải đánh đổi bằng cái số tiền mà chúng ta phải bỏ ra. Nếu như nó được thành công thì chúng ta, cái sự thành công của chúng ta cũng rất là vang dội. Và ông có nói đến một cái câu chuyện, đó là không được lùi bước. Thì ông có đưa quân đi đánh trận. Một câu chuyện là một người chiến binh đưa quân đi đánh trận, thì điều đó có nghĩa là cho quân đến với bờ bên kia rồi, thì họ bắt đầu là đốt vào thuyền. Đốt thuyền để chúng ta không có đường lui. Nếu như còn thuyền thì chắc chắn là một vài người trong cái đoàn quân đó nhục chí thì chắc chắn là sẽ lên thuyền để về. Thì ông đã đốt bỏ thuyền. Đốt thuyền để chúng ta biết là chúng ta chỉ có một cái mục tiêu. Một là thắng, hai là thua. Ở đây để chúng ta cho mình cái là khi chúng ta đứng một cái vai trò là chúng ta không thể lùi bước được. Cũng như bản thân em Dung cũng để mà tầm tuổi em Dung mà đứng lên để làm một căn nhà cho gia đình, cũng như làm một căn nhà nhà mình, thì với tuổi của hai vợ chồng nhà Dung thì còn rất là trẻ. Nhưng lý do tại sao mà gia đình đã làm cho một căn nhà rồi, nhưng nếu như ở với một cái suy nghĩ là mình còn ít tuổi, mình không thể làm được, thì chắc chắn là vợ chồng Dung chưa làm được cái nhà. Nhưng vì lý do là ở quê hương Dung có đá ong. Có đá ong thì gọi là người ta khai thác đá ong, nó đào sâu xuống dưới lòng đất. Và khi nhà Dung làm nhà thì là làm trên cái mảnh đất đó. Và sau thời gian thì tuy mình có làm kiên cố nhưng mà vẫn không,
không cản lại được với là cái sự lún sụt ấy, lún sụt của cái nước mưa nó ngấm dần xuống và nó lún. Và chính vì căn nhà lún mà vợ chồng Dung tuy còn ít tuổi nhưng vẫn phải gọi là trong tay chưa có tiền mà bắt buộc phải làm một căn nhà. Và khi làm căn nhà đến bây giờ nó vẫn chưa hoàn thiện được căn nhà, nhưng mà để mà mọi người đến để nhìn thấy là ở, cũng như có thể là anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn, anh cũng chạy cũng đã đến nhà Dung rồi, anh biết là nếu như ở vùng quê mà Dung đang sinh sống mà để làm tuổi bọn vợ chồng nhà Dung mà còn ít tuổi như vậy, làm một căn nhà lên nó không hề dễ dàng. Và cái sự quyết tâm đó của mình bắt buộc phải làm thì vợ chồng nhà Dung cũng đã làm được. Cũng như thể là tinh thần của anh Phan Văn Vĩ có một cái tinh thần là đang mong muốn và có cái sự khát khao mở cho mình một văn phòng tại quê hương Quảng Bình của mình. Và bây giờ anh đang phải đánh đổi, anh đang phải đánh đổi những cái sự nghiệp là có thể là anh đang làm trước đây để chuyển sang một cái văn phòng mới của anh, là một cái sự nó không hề dễ. Và cũng như để thực hiện được cái điều đó chắc chắn là phải đưa ra một cái quyết định, một là sẽ làm, hai là không. Còn phương án tiếp theo thì nó lại liên quan đến rất là nhiều những cái khác ở trong đây, và cũng nó mang đến cho chúng ta là chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta mong muốn cái điều gì, và cái điều mong muốn của chúng ta nó đã đủ lớn chưa, nó đã đủ khát khao chưa, và nó đã đủ mạnh để chúng ta đặt niềm tin vào nó và chúng ta quyết tâm với nó chưa. Và họ có nói đến cũng như thể là một cái câu chuyện về cái cửa hàng, thì có một nhóm đó là họ làm kinh doanh với nhau, nó tưởng tượng như kiểu là chợ phiên. Thì trong cái hỏa hoạn thì nó cháy rụi hết cả một cái phiên chợ đó, cũng như những cái căn nhà họ xây ra để kinh doanh với nhau. Thì trong đoàn người cùng kinh doanh với nhau thì họ đã đi tìm kiếm những cái môi trường khác để họ làm, để thuận lợi hơn, cũng như để tránh được những cái hỏa hoạn. Nhưng một người duy nhất họ ở lại, và họ đã đặt cho mình một cái niềm tin mãnh liệt là ông chỉ vào cái mảnh đất tiêu dụi đó và đặt cho mình một cái mục tiêu là mình phải thực hiện được một cái cửa hàng, một và nó lớn và nó có tầm cỡ. Thì cái sự khát khao đó và cũng như cái niềm cháy bỏng đó đã thực hiện được cái khát khao của ông, và cái cửa hàng của ông bây giờ nó vẫn sừng sững như một tượng đài, là biểu trưng cho sự sức mạnh và niềm khát khao cháy bỏng. Cho dù là cái công việc đó đầu tiên khi bước đầu nó là một khó khăn và tương lai thì nó là mịt mù, vì mọi người thì đi hết rồi. Nếu như một mình ông ở lại thì chắc chắn nó sẽ mịt mù hơn. Và chúng ta cũng nhìn thấy là để mà có được những cái điều đó thì chúng ta phải có được cái sự khác biệt với những người khác. Thì bản thân em Dung, để bây giờ em Dung có được những người bạn như các anh chị ở trong phòng Dung, thì nó là một cái sự, đó là sự khát khao được đi tìm kiếm cái sự thành công, và cũng như mang cho mình cái sự khác biệt với nơi em Dung đang sinh sống. Và sự khác biệt đó là bản thân những người xung quanh em Dung là gần như không, em Dung không thể nói chuyện được cùng với họ. Và những sự khát khao nó sẽ mang đến cho bạn được sự giàu có và biến những khát vọng đó thành nỗi ám ảnh và lập cho bạn những kế hoạch và mục tiêu chi tiết và các phương tiện để bạn đạt được cái sự giàu có và kiên trì thực hiện nó bằng được. Đó là cái điều quan trọng, là chúng ta cần phải biến những cái khát vọng đó và tạo ra cho nó những cái kế hoạch
vạch cho nó chi tiết ra và các phương thức và cách các phương tiện để chúng ta đạt được. Tại sao có những người họ thành công khi chúng ta biết đến là họ thành công vang dội, nhưng chưa bao giờ mọi người hỏi là con đường họ thành công nó đi như thế nào? Mọi người chỉ nhìn thấy cái sự thành công của họ thôi. Cũng như anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn, hiện nay anh rất là thành công, anh thành công rất là nhiều, nhưng trên con đường thành công của anh đi chắc chắn là cũng phải có chông gai. Ai trong chúng ta cũng vậy, để mà đánh đổi được điều đó nó cần phải có những thời gian. Và bản thân em Dung đến giờ này, em Dung có được những cái như em Dung đang có thì em Dung cũng phải đánh đổi rất là nhiều. Và làm sao để biến được những cái khát khao của chúng ta trở thành hiện thực thì chúng ta cần có cho mình những cái mục tiêu. Thì họ có nói đến 6 bước để cho chúng ta biết được, đó là chúng ta cần phải xác định rõ trong tâm trí mình mong muốn cái điều gì đã. Bước thứ hai là chúng ta xác định chúng ta có dám đánh đổi nó không. Và bước thứ ba là ngày bạn muốn thực hiện được cái điều đó, chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta quyết tâm với nó. Và chúng ta cần lên những kế hoạch cụ thể. Và chúng ta cần phải liệt kê ra cái thời điểm chúng ta đạt và cái giá chúng ta sẵn sàng phải trả để cho nó có một kế hoạch cụ thể để thực hiện được những cái kế hoạch mà mình mong muốn, cái mục tiêu mình mong muốn. Và ông có nói đến câu chuyện của sức mạnh của những cái giấc mơ. Thì rất là nhiều người chúng ta cũng nhìn thấy là trên thế giới là họ luôn có những cái khát khao và những cái mục tiêu của họ. Nếu như không có những người mà phát minh ra những cái bóng điện thì chúng ta cũng không có cái bóng điện ngày nay để chúng ta dùng được. Thì chắc chắn là khi mà người ta phát minh cũng như để mà người ta nghiên cứu thì họ cũng gặp những cái trở ngại trong cuộc sống cũng như trong hành trình của họ thực hiện. Thì chúng ta cũng thấy là khi họ rút ra một cái kinh nghiệm, đó là bạn hiểu rằng thất bại chính là tài sản quý. Và hầu hết những người thành đạt đều đi lên từ những bước khởi đầu là những khó khăn và trải qua rất là nhiều những sự trở ngại và tưởng như không thể vượt qua. Và đó là sự khác biệt cơ bản giữa việc là chúng ta sẵn sàng đón nhận nó hay là chúng ta lựa chọn nó. Và niềm khát khao đó nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái ý chí và những cái tinh thần để chúng ta thực hiện những cái mục tiêu. Và em xin dừng ở đây để xin mời sự chia sẻ của các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Em xin mời anh Trung Thiện ạ. Cảm ơn chị Dung. Xin chào toàn chào các anh chị trong phòng Zoom. Thì hôm nay gặp cái cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu, có một câu chuyện là qua sông đốt thuyền để mà cắt bỏ cái đường lui của mình để hướng tới cái thành công. Thì cái câu chuyện qua sông đốt thuyền hay là qua cầu đốt ván ở đây nó mang một cái ý nghĩa khác, một ý nghĩa tích cực là mình hướng đến một cái thành công thì mình phải từ bỏ một cái lối suy nghĩ cũ hoặc là những cái quá khứ để mà mình hướng tới cái thành công được. Thì có một câu chuyện ở đây là câu chuyện mua nhà vừa rồi chị Dung có kể. Thì em cũng là một người mà ở tỉnh, ở quê lên thành phố lập nghiệp, và khi mà cưới vợ thì
hai vợ chồng cũng quyết định là mua nhà. Câu chuyện ở đây là tiền ở đâu và nếu như mà cái nỗi sợ là và cái sự khó khăn đó nó lớn, nó không đủ mạnh, cái niềm cái động lực của mình không đủ mạnh, thì có lẽ là hai vợ chồng cũng chưa có cái ngôi nhà riêng mình. Và khi mà mình quyết định mua thì mình phải có một cái kế hoạch, và có một cái khi mà mình quyết định làm một việc gì đó thì mình sẽ nghĩ ra cái cách để mà mình thực hiện nó, và dựa vào những nguồn lực mình có, cũng như là phải cố gắng làm sao để mà mình đạt được, mình mua được cái căn nhà, mình sẽ có cái cách nghĩ và cái cách làm để mà ra số tiền đó, dựa vào vay mượn. Và cũng rất là khó khăn khi mà gia đình mình cũng ít người mà giàu có để cho mình vay một số tiền lớn, mà thời gian trong khoảng thời gian lâu thì mình mới trả được. Thì đó cũng là những cái khó khăn, và mình phải dựa vào cái đòn bẩy để mà mình có được cái số tiền đó. Cũng giống như là khi mà mình muốn đầu tư vào vào đất chẳng hạn, thì đất đai thì nó có một phải có một số tiền lớn để đầu tư. Và khi mà ví dụ như một câu chuyện đầu tư đất của em chẳng hạn, thì khi nói chuyện đầu tư thì bà xã nói là trời ơi, tiền đâu mà đầu tư, rồi cái thế này thế kia, rồi không biết là đầu tư trong thời gian bao lâu mà mình mới lấy lại được vốn. Thì mình cứ nghĩ là những khó khăn đó thì mình sẽ không tìm ra cái cách nào mà giải quyết, thì thay vì nghĩ những khó khăn thì mình nghĩ cái phương án để mình giải quyết và mình có được cái số tiền đó. Và trong một cái khoảng thời gian ngắn mà cho mình một cái khoảng thời gian để mà mình đạt được, thì em cũng suy nghĩ được cái cách để tìm ra được cái số tiền để mà mình đầu tư được cái bất động sản, mà không phải là mình vay. Cái vấn đề vay ở đây nó rất là khó, khi mà mình đầu tư mình không biết cái thời hạn nó rất là dài. Đầu tư bất động sản thì thời gian hạn nó rất là dài, mà để mà mình vay đi vay ngân hàng thì rất là khó, nên là mình cũng suy nghĩ nhiều vấn đề và mình đã có một số tiền để mình đầu tư được. Và cái câu chuyện thứ hai ở đây á, thứ ba ở đây là mình khi mình muốn đi đạt đến con đường thành công thì mình cũng trải qua những cái cột mốc mà giống như chị Ngọc Anh ấy, thì anh Hoa Đường hay chia sẻ là bây giờ mình phải đạt được gì, những cái cột mốc thế này thế kia, và mình ví dụ như anh Hoa Đường bây giờ anh có một căn nhà thuê, và em cũng trong kế hoạch tương lai của mình thì cũng muốn có một căn nhà cho thuê và đi từng bước từng bước. Thì bây giờ anh Hoa Đường hay chị Ngọc Anh có cái nhà cho thuê thì muốn, muốn muốn rộng hơn mà muốn to hơn nữa, nhưng mà tùy theo cái năng lực của mỗi người mà trên con đường thành công mình sẽ đưa ra cho mình những cái cột mốc mà mình đạt tới. Và hy vọng là trong năm năm 2022 hoặc là trong cái kế hoạch tương lai của mình thì em sẽ đạt được cho mình những cột mốc trên con đường đó. Và hy vọng là những anh chị trong cái vòng Zoom này là mình toàn mình sẽ đạt được cho mình những cột mốc, những cột mốc thành công trong tương lai. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Trung Thiện. Em xin mời anh Phan Văn Vĩ ạ. Xin chào thầy Toàn cùng toàn thể anh chị em trong phòng chúng ta hôm nay nè. Thì bài học ngày hôm nay rất là tuyệt vời đúng không? Chúng ta thấy cái hình ảnh hình tượng của những người thành công. Trước khi họ thành công là họ là những người cũng rất là cực khổ đúng không? Hình ảnh của họ là cũng rất là nghèo nàn. Người nông dân hoặc là những người cũng rất là bình thường. Nhưng mà họ sau này họ sẽ trở thành những người phi thường đúng không? Vì là họ có những cái tầm nhìn và tư duy, và có những khát khao cháy bỏng, gọi là cháy bỏng, khát khao đủ lớn. Mà khát khao đến nỗi là luôn luôn họ ám ảnh có trong 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 tâm trí.
trong tâm trí của mình họ mong muốn và đạt được. À, lúc nào họ nghĩ đến vấn đề điều đấy, người ta nói là có cái gì có trong đầu thì có trong tay, cái nên thực sự có thật anh nhỉ. Bởi vì mình mong muốn, mình ước muốn, mình nghĩ về nó thì mình tìm cách để đạt được cái mục tiêu. À, còn mình nói thực ra là mình cái gì đấy mình muốn thế, nhưng mà mình muốn xong rồi là mình dừng lại, mình không phải có những cái khát khao mà không có kế hoạch lâu dài. Rõ ràng là phải có cái trong cái khoai hành trình để thành công, nó phải có những cái mục tiêu rõ ràng, mục tiêu đủ lớn và khát khao rồi, nhưng mà mình phải đạt được, muốn đạt được điều đó là phải kiên định, kiên trì. Đó là những cái tiêu chí cốt lõi mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu. Bởi vì con người của chúng ta thì thực sự như bình thường như vậy, nhưng mà về cái sức mạnh thì nó to lớn, mà chúng ta nếu chúng ta khát khao thì chúng ta làm được, rất là có thể là dời núi lấp sông. À, với những ai mà đạt được có những cái kỷ luật, có những cái mà khát khao mạnh thì chúng ta có thể hoàn thành được những cái mục tiêu. À, ở đây có những cái đoàn là nói là khi mà muốn đạt được mục tiêu thì chúng ta cũng phải là đốt thuyền chẳng hạn, hoặc là cắt một cái lối, mình không có đường để có đường quay lại, đường quay lui. Cái điểm mà gọi là cái đường có đường quay lui đây, nó cũng gần giống như cái sự rủi ro mà chúng ta trong cuộc sống, và chúng ta gặp cái rủi ro. Thực ra là mình rủi ro không phải là mình nghĩ nói đó là cái thất bại đó cái gì. Nhiều khi mình nghĩ là rủi ro đúng là một cái may mắn, chứ không phải là rủi ro mà thất bại. Chúng ta nhiều khi cũng buồn phiền, rồi chúng ta suy nghĩ, nhưng mà có những cái cụ thể có cái đường lui nữa thì chúng ta tiến bước. Nhiều khi đó từ lời đó là một cái pháo đài để chúng ta đẩy cho chúng ta ra thành công. Cái kiểu như trường hợp của vị, cái cửa hàng của vị là trước đây vị kinh doanh tài cái cửa hàng ở chợ là hơn 20 năm rồi. À, nhưng vừa rồi là cứ một năm năm nó ký bên chỗ công ty nó ký hợp đồng một lần, thì bây giờ là lần thứ tư xong rồi thì họ không cho ký nữa và họ bắt là phải đi dồn. Thì đấy quá trình là khách hàng này, cái hàng hóa này, nó đang đang còn họ đến biết mình như thế, bây giờ đi chỗ khác thì rõ ràng là một câu chuyện là bây giờ mình đi thì là mất khách này, thời gian vừa rồi Covid này các thứ, nhưng mà cứ ở lại bám trụ thì là họ bắt đóng cửa để là họ làm cái giấy tờ sổ đỏ họ chưa cho bán, và họ cứ một hai gì phải đi cho được. Một phần lớn thì anh em cũng đang cứ bám như vậy, bám đóng cửa nhưng mà cứ ngồi bên ngoài rồi, cứ lẻo đẻo ngồi bên ngoài, rồi là cứ nói chung là công việc bất ổn mà không có thu nhập, cứ đem vài cái hàng lẻ đẻ cứ lôi ra rồi bám bên ngoài cửa, còn cửa hàng nó bắt đóng. Đấy. Như vậy là nó kéo dài từ bữa như là 6 tháng rồi. Như vậy vì lúc đấy là vì đã một quyết định, và bây giờ thì vì đi từ chỗ cửa hàng về tới nhà thì cũng là cách 2 cây. À, thì bây giờ mà mình về nhà thì cái vùng trên mình á thì gọi là khách hàng cũng rất là ít, đang ít. À, nhưng bây giờ mình ở lại bám trụ ở đấy á, thì cũng bây giờ gần leo téo không biết khi nào họ hoàn thành cái vấn đề sổ đỏ rồi sau này có cho thuê lại hay không. À, vừa cứ tranh đấu như thế, và sau khi thì họ ép quá, đúng là đấy họ ép bắt buộc. À, thì vì cái bàn này vừa thì ra quyết định bây giờ một là quyết định là phải trở về nhà, gọi là vì có hai chọc câu là gọi là về nhà đi em, đấy về nhà để làm cửa hàng ở nhà, và về nhà thì là có thể lâu dài. Trước mắt là có đông con ít khách, có thể là đông con mất đi một số khách hàng, nhưng mà cũng cái cơ hội là mình về đây thì vùng này chưa có họ đang chưa kinh doanh cái mặt hàng này, thì còn vùng của mình kinh doanh á thì họ tập trung rất là nhiều, xung quanh đối thủ nó vây quá nhiều. Thế thành thử là mình quyết định về nhà. Thì đây là một quyết định về nhà mà tỉ nghĩ là nó lại sản xuất. Từ khi về nhà thì khách hàng cũng lái rai và bắt đầu họ cũng về tuyển nhân. Thế còn chủ anh em bây giờ nó còn ở lại cửa hàng là cứ năm cứ lèo đèo như thế, và đến mãi bây giờ là vẫn chưa xong. Và vừa rồi thì cùng đấu giá thì họ lại nó đưa ra để bắt đầu cho thuê lại, nó cách là họ đấu giá, giá nó đổi lên là tăng lên gấp đến 5 đến 7 lần. Thế từ giá từ thời trước
2 triệu bây giờ họ đấu lên một cái lên đến 14 15 triệu một tháng. Như vậy có phải kinh khủng không? Đó. Nên là bắt đầu mình nghĩ là có những cái mà quyết định mặc dù là hết gọi là cái đường lui nhưng mà mình quyết định đó là một cái điều khác luôn. Việc thứ hai nữa là đó, nhưng như lúc này MC Thanh Dung nói quyết tâm để mở cái văn phòng Milan tại Quảng Bình. Đây là một cái quyết định mình cũng nghĩ đó là nếu mình không không làm một cái việc gì đó, mình không này không làm thì chắc chắn sẽ là không có được một cái gì trong tương lai. Còn nếu mình mà cố gắng làm, trước hết có thể là tăng khó khăn, nhưng mà có làm thì chắc chắn nó mới có thể thành công. Và có thể thành công thì chúng ta phải lập những cái phương án để mình làm. Còn nếu mà mình không ra việc mình không ra làm, chắc chắn không bao giờ thành công được. Đấy thì có một số chia sẻ là trong cái bài học ngày hôm nay là như vậy. Nhưng mà thì em chị ạ. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Phan Văn Vĩ. Em xin mời anh chị tiếp theo ạ. Anh Johnny Hoàng, anh có đó không ạ? Lâu lắm rồi, thỉnh thoảng anh mới vào phòng Zoom, hay có thể chia sẻ một chút được không? Hôm nay cũng rất sớm, nhưng mà cũng có nghe được chị Dung học cái bài học hay về cái sự khởi đầu của ông là Lâm Đi. Cái do chia sẻ của tiến sĩ đang đi ở ngoài đường á. Nó hơi ồn đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Ồn quá. Vâng ạ. Em xin mời anh Thanh Lâm. Anh Lâm ơi, không nghe được tiếng anh Lâm ơi. Bạn của anh Lâm yếu. Và chị Ngọc Anh đi, thấy chị Ngọc Anh đang cười tươi kìa. Em đang nghĩ là máy của em yếu hay sao mà em không nhìn thấy mọi người. Em xin mời chị Ngọc Anh. Thầy tự nhiên thấy cười là thấy cười. Chào thầy, chào chị Dung, chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trong room. Thực ra thì cái bài học ngày hôm nay nó giống như một cái quá trình đó, để mà tất cả chúng ta chiêm nghiệm lại. Vì bản thân chắc chắn là trong cuộc sống và trong cuộc đời của mỗi một con người thì sẽ có những lúc mà mình cần phải ra một cái quyết định nào đó. Thì trong cái quyển sách này Bunny có những cái rất là hay. Đó là đầu tiên, đó là cái ước mơ, cái khát khao sự giàu có. Nếu mà thật sự á, mà nếu mà để mình kể ra một cái câu chuyện á, thì thật sự là tại sao mà các bạn nhìn thấy giữa Ngọc Anh và anh Đường thì cái độ tin tưởng nó rất là cao, là bởi vì bản thân anh Đường á, là các bạn biết là từ ngoài Bắc vào Nam là hai bàn tay trắng. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau á, là chỉ đi chiếc xe đạp thôi. Thì sự là nếu mà nói đúng là tới thời điểm bây giờ, nhiều khi mình nói với những người công nhân là tụi em phải cố gắng, phải nỗ lực, hay là phải biết tiết kiệm hay này kia, thì nhiều khi các bạn trẻ cũng giống như người thuê nhà thường hay nói là gì, anh chị giờ có rồi thì nói như vậy, nghĩa là họ cứ tưởng tượng là mình có, nhưng mà họ không hề biết rằng là cái quá trình để mình có được như ngày hôm nay nó không đơn giản tí nào. Và nó cũng giống như cái khát khao của Banner là ông Anh Ni á, là ngày xưa hai vợ chồng mình cũng vậy, đi làm công nhân, hai vợ chồng đèo nhau bằng chiếc xe đạp là năm 2015, và mới lấy nhau một năm thì mình có bé thứ nhất.
Và lúc đó thì thực sự là chỉ còn có một mình chồng làm thôi, rồi vợ là gần như là vợ làm tới tháng thứ 9 thì còn, nghĩa là làm ngày hôm trước ngày hôm sau là đi sanh luôn chứ không nghỉ ngày nào. Và sau khi sanh thì mình cũng phải nghỉ hết 5 tháng 6 tháng. Và cái quá trình nghỉ á, thì bắt đầu lúc đó phải nghĩ ra một cách là nếu mà nuôi con như vậy mà vẫn đi làm công ty 10 giờ đêm ngày nào cũng vậy, mà nói thật với các bạn là không đơn giản là làm từ sáng đến 10 giờ tối đâu anh các bạn. Mà anh Đường á, là để mà có lương khác với là những người khác á, thay vì như lương chỉ có thời điểm đó chỉ có nhiêu 400, 500 ngàn một tháng, thì để có được cái mức lương 1,5 triệu, 2 triệu á, thì các bạn tưởng tượng là phải làm gấp đôi, gấp đôi người khác. Thì không có một ngày nào mà về gọi là về trước khoảng tầm 2 giờ sáng nữa. Ngày nào cũng một là ở lại bốc vác hàng, hai là ở lại cứ ôm hàng rất là nhiều công đoạn, xong rồi để đó để mà làm thêm buổi tối. Thì đó là lý do mà thay vì như một người làm, sức của một người làm, thì anh Đường anh làm gấp 3. Và chính vì vậy đó là ở ngoài quê vào đây á, thì các bạn nhìn thấy là rất là nhiều bạn trẻ ngoài quê vào. Và nếu như những bạn trẻ nào đó mà họ có khát khao sự thành công, sự giàu có, hoặc là gọi là sự đầy đủ thịnh vượng, thì những người đó họ làm cực lực, làm kinh khủng luôn. Mà nếu mà thời buổi giờ các bạn nhìn thấy cái người miền Trung á, là những người họ vừa làm giỏi mà họ vừa tiết kiệm, và bản thân họ không có cái con đường để lui. Nó giống như cái câu chuyện mà chị Dung nói đốt thuyền á. Đốt thuyền ở đây thật ra nó là một cái câu chuyện mà mình không có con đường để mình lùi. Nghĩa là họ khi mà họ ngoài cái vùng quê của họ nó không được ưu đãi như mình, họ rất là cực khổ. Và ở ngoài đó có những đứa công nhân nó nói với mình á, là có những tháng mà lũ lụt á, nhiều khi có nhiều đứa trẻ đang đi học như vậy nè, mà lũ mà ở trên nó đổ xuống á, thì có nhiều đứa trẻ nó bị nước cuốn đi luôn. Và cái thứ hai nữa là mỗi lần mà lũ nó dâng lên á, thì nhà nó gọi là nó lên tới nóc, thì họ phải leo lên ngồi ở trên những căn nhà đó và chỉ có ăn mì gói để sống qua ngày thôi, không có làm gì được hết. Và những câu chuyện mà các bạn nó kể vì cái lý do như vậy mà các bạn đó, thiệt sự là mình là người đã cố gắng và đã quyết tâm rất là nhiều rồi, nhưng mà mình nhìn những người bạn đó mình còn phải nể phục họ. Bởi vì họ vào đây, các bạn tưởng tượng là ba chị em ăn cơm á, mua cơm, nghĩa là bình thường chỉ ăn cơm trắng, xong rồi ba cái hộp vịt mà để họ kho với lại thịt á, thì không lấy cơm thịt hộp vịt mà lấy cơm không với lại ba cái trứng và một tô nước thịt đó, xong rồi dầm ra chan một cơm mà ăn. Và họ ăn như vậy liên tục để mà chi, mỗi tháng họ có thể tiết kiệm dư ra 1 chỉ 2 chỉ vàng. Nghĩa là mình nhìn thấy những người khi mà mình làm công nhân á, mình đi làm cùng với những người như vậy, mình cảm thấy họ quyết tâm rất là cao rồi. Và khi mà hai vợ chồng mình, bản thân hai vợ chồng mình cũng đã có những cái kế hoạch giống như nãy Trung Thiện nói á, là mình chỉ cho mình cái kế hoạch là làm công ty, làm công nhân 5 năm thôi, là phải lên làm quản lý, rồi bắt đầu phải bước ra. Khi mà làm quản lý tới khi mình sanh đứa bé thứ nhất á, thì thời điểm đó là vẫn đi làm công ty, và công ty di dời xa, thì lúc đó cũng chưa có phương tiện đạp xe đạp từ ở dưới quận 3. Ai ở trong Sài Gòn thì biết là từ ở dưới quận 3 mà chạy lên trên đường Bà Triệu của Hóc Môn mình là không đơn giản. Cái thời ngày xưa nó rất là xa, mà đường xá nó đi còn khó nữa, chứ không phải là như bây giờ mà đường đẹp như vậy. Là ngày nào cũng sáng, lúc đó vợ xanh thì chồng chạy đi lên làm, và tối đến là 6 giờ về. Là ngày nào về ở nhà cũng thở hồng hục hục bởi vì chạy xe đạp. Và lúc đó thì bắt đầu mình mới phải suy nghĩ là không thể nào làm được như vậy, phải thay đổi. Thì các bạn biết là anh Đường phải tìm những cái chỗ nào ở gần nhà làm, xong rồi nuôi vợ, vừa nuôi con nhỏ, vừa học may để mở tiệm may. Và sau khi mình học may xong, mình mở tiệm may ra được, là bắt đầu lúc đó cái năm 26 tuổi á, vừa nuôi vợ, học may, vừa mở tiệm, mà còn vừa mua cái nhà. Mà mua nhà cũng giống như Trung Thiện nói á, thiệt ra là mua nhà cái này nó là cái duyên, bởi vì nhà của bà dì, mà thời điểm đó là tiền mình không có nhiều, tiền hai vợ chồng chỉ có sẵn trong tay á, chỉ có nhiêu, chỉ có tầm khoảng chừng một, nghĩa là khóa có thời điểm đó là mua cái nhà đó là 39-40 triệu, 40 triệu cái nhà đó. Mà nhưng mà nếu so ba ra vàng đó là 9 cây vàng, thì hai vợ chồng chỉ có được khoảng 2 cây thôi. Nhưng mà vì giống như là anh Đường á, thì cũng muốn là có nhà, bởi vì lúc mà hai vợ chồng lấy nhau á, thì thật sự là Ngọc Anh là cháu một, bà nội không cho đi, thành ra nội mới kêu là
bắt rễ để rễ ở nhà cùng, nên thành ra tạm được anh khát khao cực kỳ có cái nhà. Và các bạn biết là cái nhà đó, đó nó giống như cái toilet mình bây giờ, nó mới chỉ có 14 mét vuông thôi, nhưng mà nó 40 triệu. 40 triệu thời điểm đó hai vợ chồng chỉ có 10 triệu thôi, trả 10 triệu được à. Rồi xong cuối cùng là phải vừa trả 10 triệu đó, vừa vay mọi người xung quanh trong gia đình, anh chị em, rồi vừa làm mỗi tháng tiết kiệm tích góp vô, và 3 tháng là trả được cái nhà đó. Rồi bắt đầu từ khi trả cái nhà đó đó, thì mình không phải là để cái nhà đó để không, mà khi mà mình trả được cái nhà đó rồi á, thì cái nhà đó mình bắt đầu mình dùng quay qua để cho thuê ngược lại. Một tháng 400 ngàn là mình cho thuê ngược lại. Mà gần một năm như vậy, và sau khi mà anh Đường nuôi mình vừa học may xong ra là mở ra mở tiệm này. Lúc trước là mình ở ngay 1620 đường Hồng Lạc các bạn, là ngay cái khu vực mà chợ Tân Bình. Và các bạn lúc thời điểm mà hai vợ chồng đi ra làm ở tiệm may á, rất là đông khách. Tuy nhiên á, thì mình nó được cái lợi thế là tự do. Tự do là mình con cái mình muốn nuôi giờ nào nuôi, giờ nào nghỉ học hay này kia, bệnh hoạn ốm đau gì mình cũng có thể nghỉ để mình lo. Tuy nhiên mình nhìn những người xung quanh á, họ làm hàng sĩ, các bạn nhìn thấy, nhất là những cái mùa Tết này là các bạn nhìn thấy chóng mặt luôn. Họ kiếm tiền kinh khủng luôn. Và thực sự là mình nói là đúng á, là khi mà mình chơi với một cái thế giới mà mình chơi với những người nào á, hoặc là mình ở trong một cái môi trường như thế nào, thì mình sẽ nhìn thấy những người xung quanh như vậy và mình khát khao. Mình mong muốn là tại sao họ không có nghề mà họ làm giỏi như vậy? Tại sao họ không có nghề mà họ giàu dữ vậy? Nhà nọ nhà kia. Trong khi đó mình á, chính mình là người có nghề, mà anh Đường là người quản lý trong công ty rất là giỏi, nhưng mà mình lại không bằng người khác. Và lại thúc đẩy mình cái ước mơ đó để mình quyết tâm nữa, mình cố gắng nỗ lực nữa. Và bắt đầu là hai vợ chồng ra mở gọi là cơ sở may. Và cái cơ sở may đầu tiên của mình á, là chỉ có 6-7 máy thôi các bạn. Chỉ có 6-7 máy thôi. Nhưng mà cái mà mình có chính là sự trang bị. Nghĩa là hai vợ chồng mình được cái là kỹ thuật tốt, cứng. Và anh Đường thì quản lý cũng tốt. Mình cũng đã từng là quản lý của truyền may, truyền hung. Rồi bây giờ về lại làm hàng thời trang. Thế là hai vợ chồng nó giống như cái lợi thế á. Nhưng mà không biết sao làm như số má hay sao, nó cứ gắn liền, hai vợ chồng cứ làm cái gì là hai vợ chồng dính liền với nhau. Nào ra là cứ thằng này giỏi cái này thì thằng khác là giỏi cái khác. Thế là bắt đầu lại may mắn là gặp được một cái chị đó là nhà báo Lê Lan Anh. Hiện tại bây giờ cũng vẫn là nhà báo Lê Lan Anh. Mà chị đó là làm hàng xuất khẩu các bạn biết không? Thì những người khác, những công ty khác họ chỉ làm được một mặt hàng. Thì ngược lại hai vợ chồng nhà này làm được tất cả các loại hàng. Nghĩa là hàng thun, hàng đầm, hàng thời trang, hàng gì, áo gió, áo vét gì, cái gì cũng làm được. Và chính vì cái lợi thế mà cái gì mình cũng làm được đó, thì các bạn biết là họ giao cho mình 4 mùa luôn. Nghĩa là khi mà mình họ đặt hàng á, đặt hàng 4 mùa ở bên nước ngoài, nó sẽ có 4 mùa, thì họ sẽ đặt cho mình 4 mùa quanh năm như vậy luôn. Và mình từ 6 máy đó thôi, là mình chỉ có nhận hàng và đưa đi gia công đi khắp nơi. Nhưng mà các bạn biết là khi mình kể các bạn cảm thấy nó đơn giản, nhưng các bạn có biết trong cái quá trình để mà mình làm được như vậy nó cực kỳ khó khăn. Tới những cái thời điểm mà mình sanh bé thứ hai á, mới 15 ngày vẫn phải đi giải quyết vấn đề bằng cách là bỏ con ở nhà nhờ vú nuôi, xong rồi chạy đi vô công ty để mà trồng tiền để lấy hàng ra. Bởi vì có những công ty họ rất là, nghĩa là họ làm hàng xấu xong rồi họ sợ là mình trừ tiền hay phạt hay này kia đó, thì họ không cho mình lấy hàng ra. Và họ bắt buộc là phải thanh toán hết, họ mới cho mình lấy hàng. Và khi mà bé mới 15 ngày tuổi thôi, hai vợ chồng nơi thì giật hàng không trả, phải viết đơn để tường trình, đưa vào công an. Nơi thì họ bắt mình phải đưa tiền. Mà các bạn tưởng tượng là anh Đường vào công ty xong rồi, họ đóng luôn cái cửa lại luôn. Chỉ dê cái đít xe vào để mà bỏ hàng lên thôi. Có những cái thời điểm mà vợ chồng mình tưởng tượng, nó giống y như xã hội đen, nghĩa là mình tưởng tượng là có khả năng là mình có thể là phải sinh ra những cái vấn đề này kia sâu sát luôn các bạn. Và thậm chí là khi mà họ giật hàng của mình á, thì các bạn biết là mình tới mình phải xiết máy mà phải nhờ ngoại hay này kia đồ đi theo để mà lấy ra. Thiệt sự là nó có rất là nhiều những cái mà quá trình để mà mình làm mà mình cần phải xử lý. Mà các bạn tưởng tượng là giống như có nhiều khi anh Đường anh nói á, là thiệt sự cuộc đời không còn gì để mà sợ nữa luôn á. Là có những lúc mà mình tưởng tượng là xong cái vụ này có khả năng là ngày mai có thể là mình còn, cũng có thể là mình không còn, cũng có thể là trắng tay không còn cái gì luôn. Nhưng mà vẫn đã tới nước này rồi thì chỉ có một con đường thôi. Nghĩa là tới một cái khi mà người khác dồn mình vào một cái đường cùng rồi á, thì các bạn hiểu là mình chỉ có một cái con đường thôi.
là mình phải tiến lên, phải cố gắng, phải vượt qua và phải làm tất cả bằng mọi giá. Đó là lý do tại sao mà hai vợ chồng mình, nghĩa là trong cái quá trình để làm công ty nó không hề đơn giản. Nếu như mà ai cũng nghĩ rằng là để trở thành một người giàu có mà nó giống như là một cái phân cảnh mà trải hoa hồng lên đó, thì thật sự là xin thưa với các bạn là không hề có. Cái gì cũng có sự trả giá của nó. Các bạn muốn làm lương cao hơn người khác, các bạn phải bỏ thời gian nhiều hơn người khác. Các bạn phải bỏ đi tất cả những cái thú vui, kể cả là những buổi ăn nhậu, kể cả là bạn bè. Bỏ đi tất cả để mà làm. Thì lúc đó cái mà mình có được nó mới khác là những người khác. Và thực sự là cái và những lúc mà khó khăn á, thì cái việc đầu tiên là mình phải tưởng tượng ra là mình phải làm như thế nào. Mình phải có những cái là suy nghĩ. Cũng giống như trong quá trình mình làm, các bạn biết hàng xuất khẩu mà rớt một đơn hàng là bị trừ tiền là không nhỏ tí nào, từ 100 triệu trở lên, tính theo bằng đô. Mà có những người công nhân á, họ không bao giờ họ hiểu được cái điều đó. Và các bạn biết là chỉ còn có 2 ngày, 3 ngày xuất hàng thôi, nguyên một cái dàn ủi á, là cái hàng dàn hoàn thành á, kéo nhau nghỉ hết. Làm tăng ca nhiều rồi mệt rồi, giờ không cho nghỉ là cũng nghỉ, kéo nhau nghỉ hết luôn. Và các bạn biết có những lúc như vậy á, vợ chồng mình, vợ ở ngoài, vợ làm, lụi hụi làm, coi cái này cái kia, chồng ở trong nhà, đóng cửa không làm, không làm gì hết, chỉ có suy nghĩ thôi. Và cuối cùng suy nghĩ để làm cách nào để mà giải quyết bây giờ. Và các bạn biết những lúc như vậy á, người ta nói là khi gặp cái khó thì nó ló cái khôn. Thực sự là những lúc như vậy á, mình bắt đầu mình gọi, mình tìm những cái nơi mà người ta nguyên một cái đội ngũ để họ đến, họ gia công, họ ủi xong họ đóng gói đóng thùng cho mình luôn. Và họ làm cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng một ngày họ có thể làm ra cho các bạn gần 10.000 hàng. Họ có nguyên một cái đội ngũ mà họ làm rất là nhanh luôn, chỉ sợ các bạn không có ăn, không có đủ hàng cho đáp ứng cho họ thôi. Và thực sự là mình đã giải quyết, từng giải quyết những cái vấn đề như vậy. Và sau những cái chuyện như vậy á, thì thật sự là mình có đôi khi mình quay ngược lại, mình nghĩ rằng là những lúc như vậy không biết, như bình thường không biết làm sao mình có thể làm được. Cũng giống như là hàng xuất đi nước ngoài, hàng đã ra tới cảng rồi, bấm siêu rồi, mà ở bên ngoài vẫn còn một xưởng chưa đưa hàng tới, và cuối cùng phải làm việc với bên hải quan để mở siêu ra để mà đút một cái đơn hàng đó vào, chầu trực từ một đêm cho đến sáng ở ngoài cảng các lái. Thật sự là nó là một cái quá trình mà các bạn không, nếu mà các bạn có biết là khi mà một ông anh ruột của mình á, bước vào Sài Gòn, ở ngoài Bắc, đang ở ngoài sống ngoài Bắc vào Sài Gòn để phụ hai vợ chồng, và ông chỉ đi một lần để ra ngoài cảng thôi. Ông đi trên đường á, ông uống một nắm thuốc mà ông nói một câu như thế này: hai đứa bay làm để chết hả, hay làm kiểu gì mà làm dữ vậy. Và về á, thời điểm đó là mình còn bị cấn bầu nữa các bạn, vừa cấn bầu nữa. Anh đường anh mới nói nè: vậy ông làm một tháng 5 triệu so với là một tháng ông kiếm 50 triệu thì ông muốn cái nào? Và các bạn phải nhìn thấy rõ ràng, các bạn muốn 50 triệu nó phải khác với là các bạn làm 5 triệu. Và nếu mà cái sức lực của mình bỏ ra mà nó chỉ gấp đôi, gấp ba thì nó vẫn so với lại cái lợi nhuận nó vẫn rẻ hơn nhiều. Nếu mà mình đi làm công nhân cũng mất thời gian, cũng là mất thời gian từ sáng đến tối 24 tiếng thì mất đôi khi từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà lương các bạn là bao nhiêu? Và thật sự là chính vì những cái như vậy á, mình cảm ơn. Bởi vì cuộc sống á, khi mà càng khó khăn, càng vất vả thì nó càng để cho mình trưởng thành. Và nó càng cho mình một cái nghị lực nhiều hơn. Cũng giống như là giúp cho mình, cái đầu con người của mình ai cũng thông minh hết. Tất cả các bạn đều thông minh. Tất cả các bạn đều có một cái sự sáng tạo ở nằm đâu đó trong con đầu của mình. Nhưng mà chỉ có là bởi vì mình chưa gặp phải những cái khó khăn thì mình không bộc lộ ra được. Nhưng mà chỉ khi nào các bạn khó khăn, chỉ khi nào các bạn gặp những vấn đề mà sống còn, gọi là sống còn á, giống y như là người ta nói là đốt thuyền thì không có đường lui, thì mình nói là một cái vấn đề sống còn, thì lúc đó mình ra quyết định cực kỳ hay. Và bản thân mình cứ một lần quyết định như vậy á, lại nói lại cho mình một cái kinh nghiệm. Và thật sự đó là một cái kinh nghiệm thực tế nhất để mà trải nghiệm cho đến bây giờ. Thật sự là có nhiều khi mình nói là tại sao ngày xưa ông Donald Trump, ông có một cái bài, một cái quyển sách đó, mà ông khi mà ông trở về một người gọi là nghèo nhất, nhưng ông không bao giờ ông sợ. Tài sản của ông chính là cái đầu. Và tài sản của tất cả chúng ta ngày hôm nay cũng là một cái đầu, cũng là một cái ước mơ. Nếu mà bạn không có ước mơ thì bạn có đầu cũng như không. Nhưng mà nếu mà bạn có ước mơ, có khát khao để mong muốn giàu có, hay là tìm cho mình một cái con đường tự do về tài chính, thì cái ước mơ đó từ từ chúng ta sẽ có thể thực thi và thực hiện được bằng mọi giá. Chúng ta có thể lên được từng cái kế hoạch từ một mục tiêu rất là nhỏ, chỉ đơn giản là gì, ngày hôm nay đạt được cái gì nhỏ thôi, vài triệu một tháng, hay 10 triệu một tháng, rồi 20 triệu một tháng. Và thật sự á, các bạn biết là đường, nếu mà nói là
khi mà làm á, các bạn tưởng tượng là ổng không làm thôi, ổng làm là ổng giống như người lên đồng á. Là các bạn nói gì nói, ổng tập trung vô cái việc đó, là ổng chỉ tập trung vô việc đó thôi. Và thực sự là khi mà tập trung như vậy á, các bạn biết không, làm như nó có luật hấp dẫn thì thành ra là nó sẽ đến. Mà bản thân lúc nào mình cảm thấy là mình thư thả, mình cho mình một cái cuộc sống là nhàn nhã tí xíu thôi, họ không suy nghĩ, ở nhà chơi lượn lờ, thì nó không không kiếm ra được tiền. Nhưng mà các bạn có biết là mới 15 ngày vừa rồi thôi là ông chốt hai kèo, và ông tập trung suốt ngày, ông ra đồng ra ruộng, ông lội ở đồng lội ruộng ngoài đó đó, rồi xong rồi ông đi theo, ông tìm nhà tìm đất tìm cho khách hàng, và ông tìm cách để mà ông đưa đến khách hàng, làm như thế nào để khách hàng họ cảm thấy có lợi nhuận và có gọi là có khả thi để mà họ đầu tư. Thực sự là như vậy. Và mỗi lần mà làm như vậy á, có những lúc nha, khi mà làm không được á, thì phải đọc sách hoặc là lên YouTube. Các bạn biết không? Các bạn biết thời điểm hai vợ chồng mới chuyển qua làm bất động sản á, đâu có giỏi như người khác. Mình làm, người ta có những người họ làm cả 10 năm, 20 năm rồi. Còn mình bây giờ ngày hôm nay mình mới là gọi là mới bắt đầu, mới là con tép, chẳng là cái gì cả. Thì các bạn biết làm cách nào? Cứ lên YouTube học và xem nó coi là cách chốt hàng như thế nào, làm như thế nào, gặp đất như vậy thì giải quyết như thế nào, làm sao. Học hỏi rất là nhiều, học từ sách vở, học qua báo chí, học qua YouTube, rồi học qua người thực tế. Và nó khi mà học như vậy á, thì bắt đầu nó mới cho mình cái kinh nghiệm. Và khi mình gặp phải những cái vấn đề thì mình có những cái kinh nghiệm đó để mình giải quyết vấn đề. Có thể là ngày 1, ngày 2, có thể là ít nhiều, nhưng mà bắt đầu từ từ cái chuyên nghiệp đó trở thành một người gọi là mình có một cái đẳng cấp và có những cái kinh nghiệm đó của riêng mình. Nhưng mà nó giúp cho mình rất là nhiều trong công việc của mình. Và một ngày nào đó mình đang tưởng tượng, mình đang mong muốn, mình đang ước mơ, không phải là môi giới, mà mình đang ước mơ mình sau này mình sẽ là nhà đầu tư. Mình nhìn khi mà mình dẫn những người khác đi coi đất, mà mua đất mua nhà, thì mình luôn luôn đánh một câu hỏi là tại sao không phải là mình. Mình phải cố gắng làm sao để tiếp tục mình sẽ là những người đầu tư ngồi đó và nhờ những người khác đi tìm đất tìm nhà cho mình, chứ không phải là mình phải là ngày hôm nay đi chạy đi lặn lội để tìm đất tìm nhà cho người khác. Thật sự với các bạn á, là cái ước mơ của mình có thể là khi còn nhỏ thì nó nhỏ, nhưng càng ngày càng lớn, và càng ở mỗi một cái đẳng cấp, ở mỗi một cái level mình phải khác là người khác. Và đó là lý do vợ chồng mình hiện tại bây giờ và đến ngày hôm nay không bao giờ chọn cái công việc mà phải dùng bằng tay chân. Nếu như các bạn chọn công việc dùng bằng tay chân, ngồi đó để phục vụ người khác, thì thực sự là các bạn khó để mà giàu lắm, bởi vì sức mình có hạn. Và ngày hôm nay mình đang tới 50 tuổi tới nơi rồi, thì mình không thể nào có cái sức khỏe để mà ngồi đó đi phục vụ người khác hoài, mà mình phải tìm cái công việc gì đó chỉ bằng nước bọt thôi. Các bạn hiểu không? Anh nói nước bọt không? Nghĩa là mình dùng môi miệng mình có thể kiếm ra được tiền. Là các bạn sẽ không phải dùng sức nhiều, các bạn không phải dùng tay dùng chân để làm, để này kia phải đi phục vụ người khác. Thì lúc đó các bạn mới có thể gọi là kiếm được lợi nhuận nhiều, chỉ bằng cái đầu của mình và bằng nước bọt của mình. Thật sự là như vậy. Đó là một lời khuyên chân thành. Và bản thân vợ chồng mình trải qua rất là nhiều những cái quá trình mà gọi là sinh tử, cũng giống như là sống chết, cũng giống như là có được như ngày hôm nay, thì mình rút ra được một cái bài học kinh nghiệm. Ngày hôm nay 50 tuổi rồi, không thể nào dùng sức khỏe để đi làm cái gì nữa hết, mà mình phải dùng bằng cái đầu và dùng bằng cái miệng của mình để mình có thể đi kiếm tiền một cách tự do, một cách tốt nhất. Và bản thân người khác đưa tiền mình cũng cảm thấy thoải mái, cũng có sức khỏe. Thời gian đó mình làm gì, có thể đi tập thể dục hay là có thể làm gì đó để cho sức khỏe của mình nó tốt hơn, để anh chị kiếm được tiền thì phải hưởng thụ. Thế là, còn nếu như mình kiếm tiền mà mình không hưởng thụ được, mà mình không có sức khỏe và cũng không có tự do về thời gian để đi chơi, thì thiệt sự với các bạn là nó cũng mệt mỏi lắm. Đó là lý do tại sao mà cái mà hai vợ chồng mình đang hướng tới đó là sự tự do về tài chính. Và mình làm là làm vừa làm vừa chơi, chứ không thích phục vụ người khác bằng tay chân nữa. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Đó là cả một cái quá trình, cái bài học của ngày hôm nay rất là hay. Vì ông này ông lượm lặt chỉ có 6 cái kinh nghiệm thôi, nhưng mà thiệt sự là nó là cả một cái quá trình để một con người có thể phát triển và có thể thịnh vượng lên được. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Vâng ạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Ngọc Anh. Và đúng là như buổi đọc sách hôm nay, là chúng ta cần phải đặt cho mình những cái niềm tin vào bản thân. Và cũng như khi chúng ta có niềm tin vào bản thân, chúng ta đặt cho mình những mục tiêu, chúng ta cần tìm cho mình những cái môi trường. Thì môi trường tạo nên con người rất là lớn, và để thực hiện được những cái điều đó. Và em xin mời sự chia sẻ của tiến sĩ Thái Lâm Toàn, là người cũng đã và đang tạo cho chúng ta những cái môi trường để chúng ta học tập và phát triển, cũng như để chúng ta có những kiến thức, những cái tư duy
để phát triển con người thành công giàu có trong mình. Em xin mời anh Toàn. Vâng, các bạn khỏe không? Thế là chúng ta nãy giờ chúng ta lắng nghe rất nhiều các bạn trong Zoom, chúng ta chia sẻ nhiều cái bài học mà chúng ta có thể đi đến con đường thành công. Thì sau lưng của tôi, của Toàn là có cái banner, một cái là cuốn sách là Kế hoạch làm giàu. Thì chúng ta đọc trong cái quyển sách Kế hoạch làm giàu, nó có một cái bí quyết đó là kiên định. Bí quyết thứ 9 là kiên định. Chúng ta kiên định với mục tiêu, đúng không ạ? Thì sắp tới sau khi chúng ta đọc sách xong cái quyển sách Kế hoạch làm giàu và áp dụng bí quyết thành công do tiến sĩ Thái Lâm Tròn đi soạn á, thì tôi đang ngồi tôi suy nghĩ là sẽ đọc thêm cái quyển thứ 2 của tôi, đó là Chiến lược kinh doanh thu phục nhân tài, những bí quyết để trở thành tỷ phú. Tại sao tôi đọc quyển sách này? Tại vì nó giới thiệu như thế này nè, nó sẽ đúng như cái khung cảnh ngày hôm nay anh chị đọc cái bản cái cuốn sách là Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill. Là tôi ở đây là tôi thu thập khoảng 100 người thành công, nghĩa là bài học thành công của những người thành công. Là đầu tiên nhất tôi nghiên cứu đó là Donald Trump. Thì vô tình quyển sách này nghiên cứu 2 năm sau thì ông trở thành tổng thống. Anh chị ghê không? Cho nên là sách này mà mốt tôi sẽ nghiên cứu trường hợp của chị Ngọc Anh bỏ vô đây nữa, tôi edit nữa là vài bữa nó có xin thề, có thể là làm tổng thống không biết không? Tổng thống thì Việt Nam không có thể chế, biết đâu được, đúng không? Chứ là được làm thủ tướng, bây giờ như tổng thống này nó cũng tương đương đâu đó, thì đó là tứ trụ thôi. Thì nó vui như vậy cho anh chị thấy là trong cái quyển sách là những bí quyết để trở thành tỷ phú nè. Chúng ta sắp tới chúng ta sẽ đọc cái quyển này. Thì ở đây nó cũng có những cái bài học thành công và những bài học thất bại. Thì nhân tiện mà chị Ngọc Anh nhắc về Donald Trump á, thì chúng ta thấy rằng là khi mà ông dẫn một đứa cháu đi công viên thì thấy một cái người ăn mày ngồi bên ngã tư đường. Thì đứa cháu mới nói là ông ơi, cái người ăn xin đó tội nghiệp quá, không có tiền và vô gia cư. Thì ông Donald Trump mới nói cháu à, ta còn nghèo hơn ông đó. Tại vì sao anh chị? Người ăn xin thì người ta không có nhà, không có nguồn thu, nhưng mà người ta xin có thể tối thì ta có thể có cơm ta ăn. Nhưng mà riêng ông là ông tới âm tới mấy tỷ đô, có nghĩa là còn tệ hơn người ăn mày, đúng không? Tại vì đang âm mà nợ mà, người ta đang phá sản mà. Cho nên nó từ cái gì việc mà ông phá sản, mà ông đâu phải phá sản một lần anh chị, phá sản 2-3 lần ông giật dậy và ông trở thành tổng thống của nước Mỹ. Tôi nghĩ đó là xứng đáng, mọi người nó xứng đáng. Mà anh chị thấy cái nhân tướng học của ông không? Xét cái nhân tướng học là đúng là người lãnh đạo, đúng không? Tướng là nhìn là giống như là một con hổ, hổ tướng đấy. Ở đây chúng ta có sư tử, đó là Nguyễn Dung. Hổ với sư tử là cũng đương nhau. Và chúng ta nhìn nhận là Việt Nam, khi mà chúng ta đi nhìn thế giới thì chúng ta thấy Việt Nam thì có anh, tôi có một người bạn đó là anh Tài là Thế Giới Di Động. Ngày xưa anh mời tôi có 50 triệu để làm cổ đông. Thì anh chị thấy là anh Tài thì sau này tôi có tổ chức một cái summit, một cái diễn đàn cho anh 1.000 người, từ zero cho tới hero, có nghĩa là diễn đàn từ doanh thu không đồng cho tới 1.000 tỷ. Đấy, tôi vừa rồi thì năm khoảng 2019 tôi có tổ chức một diễn đàn. Tại vì dạo này là dịch giả thôi, chứ còn viện đào tạo Bách Khoa ngoài cái nghề đào tạo còn có tổ chức event. Mà anh chị biết nghề tổ chức event là nghề hái ra tiền. Ví dụ một người mà đi vào tham dự đó là phải đóng 1.500.000 tham dự và được ngồi ăn tiệc luôn. Thì mời diễn giả, mà anh chị biết đó, diễn giả ví dụ như anh Tài, có anh Tài thành công vậy, mời anh về anh diễn thuyết á, không những ảnh không có lấy tiền của mình mà anh còn tài trợ. Tôi để bên đây logo Bách Khoa, bên đây hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, tôi là làm trưởng đại diện nhân phòng người dân phòng hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, một bên đây là Thế Giới Di Động, và anh chỉ cần để cái logo lên đó thôi là anh đưa 500 triệu. Mà tổ chức đó có 1 tỷ thôi, tổ chức chi phí khoảng 1 tỷ, ăn uống luôn anh chị, truyền thông có thứ luôn 1 tỷ, mà đã mình đã được nhà tài trợ 500.000 rồi, 500 triệu rồi. Còn lại thì mình đáng lẽ lấy bán vé 1 triệu, nhưng mà tôi lấy 500 thôi để cho ủng hộ doanh nghiệp. Và anh chị biết cứ một tổ chức đó tôi quất được vài tỷ. Đấy, đơn giản. Đấy, thì tôi nói có câu chuyện đó để nói thật cho anh chị thấy rằng là anh Tài á, là anh có một cái cửa hàng di động. Đầu tiên là trên đường 3 tháng 2 mà nó có một con hẻm nhỏ đối diện với cái chỗ mà Học viện Hành chính Quốc gia, số 10 đường 3 tháng 2. Tại sao tôi biết chỗ đó anh chị biết không? Tại vì số 10 đường 3 tháng 2 là chỗ đó, ở trong đó nó có một cái khách sạn mini để dành cho cán bộ.
Và những ông thầy mà đào tạo cho việc đào tạo bách khoa chúng tôi á, mà ở Mỹ về á, thì thường là tôi thuê trong đó cho mẹ nào. Lý do tại vì học viện hành chính quốc gia là hiệu trưởng, là giám đốc, là bạn của tôi, mặc dù thầy là lớn lớn tuổi, nhưng mà anh chị biết sao, người nước ngoài cái thời đó là cách đây khoảng mười mấy năm đó nha, không phải bây giờ nha, mười mấy 20 năm á, là người nước ngoài mà về đây mà ở là anh chị phải xin bộ nội vụ, sở nội vụ khá nhiều phức tạp với tao. Tôi là tôi chơi chiêu lời gọi sao cho vô hình học viện hành chính quốc gia. Học viện hành chính quốc gia là gì? Là nơi đào tạo cho bí thư chủ tịch tỉnh, đa số là vậy, cho nên vô đó ở là yên tâm, hỏi nào hỏi cho anh chị hiểu tôi không. Cho nên là ở đây ý nói là gì, không phải phê anh chị, nhưng mà ý nói là gì, chúng ta làm cái gì á là chúng ta phải sử dụng đòn bẩy và chúng ta phải có thế, chúng ta không dừng sức mà chúng ta có thế. Ví dụ như là anh chị thấy một số bạn tôi mà ngày xưa mà lên đây mà công tác á, tỉnh thì tôi ưa thuê khách sạn công đoàn chỗ đường Sương Việt Ánh á, chỗ gần gần nhà Ngọc Sơn á. Đấy, nói gì ca sĩ Ngọc Sơn, tôi lại có một cái đam mê nữa là ca hát. Tôi rất thích Ngọc Sơn, mà ngày trước tôi chưa làm kinh doanh á, tôi làm về viễn thông quân đội á. Anh chị biết á, là đi cái đường Cáp Quan trên đường Sương Nguyễn Ánh và Nguyễn Thị Minh Khai á, là tôi cố tình ở đó luôn để chị ăn cơm trưa thôi đó, để chị canh ca sĩ Ngọc Sơn xuất hiện. Thì ý nói ở chỗ gần đó, đó là nó có một cái khách sạn công đoàn. Khách sạn công đoàn anh chị vô đó ở là yên tâm. Tại vì về mặt gọi là thủ tục giấy tờ thì nó rất là ok đó. Thì ý nói như vậy thì quay lại chỗ học viện hành chính quốc gia là ngày xưa anh Tài anh đặt trong một con hẻm đó và anh làm bị phá sản, bán căn nhà đấy, làm điện thoại di động mà bán nhà đã nhập hàng vô chị không. Anh chị nhớ có một lượt đó là anh Thiều, Nguyễn Gia Thiều ngày xưa là như là Đông Nam, Thế Giới Di Động Đông Nam, anh chị nhớ trốn thuế rồi bây giờ bị ở tù đó, bây giờ là đang còn ngồi trong đó đó, chồng của hoa hậu gì đó tôi quên mất rồi, tại vì mấy nhỏ hoa hậu tôi không nhớ tên đâu. À, tại vì tôi có một thói quen là tôi rất ghét ghét cay ghét đắng hoa hậu. Riêng tiến sĩ Thái Lâm Toàn tuyên bố cho chị là tôi rất ghét hoa hậu, mà nhất là Ngọc Trinh. Lý do tại sao? Tại vì ông bà ta đã nói ghét của nào trời trao của đó, cho nên hoa hậu tôi ghét lắm. Nói vui cho anh chị thấy thì ở đó chúng ta thấy rằng nè, anh Tài anh thất bại một lần bán căn nhà, thất bại lần thứ hai bán căn nhà, là anh chị nếu mà là bà xã của anh là sao? Là căng liền đúng không? Thất bại lần thứ ba luôn, bán căn nhà luôn. Và lần tiếp tục này thì ảnh mới làm được Thế Giới Di Động và có một Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh như ngày hôm nay, anh chị thấy không? Và ngay cả bây giờ trong cái Thế Giới Di Động đó là bán luôn cả thuốc tây luôn, đúng không? Ngày xưa là di động đúng không, laptop đúng không, rồi sau đó đó anh chị mới thấy là bán luôn cả cái những cái thiết bị trong gia dụng trong gia đình, ví dụ như máy giặt, máy lạnh vân vân các thứ. Và bán luôn cả đèn đó, đèn mà để chúng ta học tập, ví dụ ở đây nè, cái đèn này tôi mua Thế Giới Di Động đây đó, anh chị thấy không, Bách Hóa Xanh đó, đó là đúng rồi, Bách Hóa Xanh không, ngoài cái Bách Hóa Xanh là còn có điện máy xanh, điện máy xanh đấy. Thì anh chị thấy là đó là một cái chuỗi và anh ta làm triển khai trên gì, hệ thống là gì, phát triển chuỗi phân phối rất là hay. Và ngoài cái đó là có thương hiệu và các cái quỹ đầu tư vào và thấy được là đấy là có một hệ thống. Và anh chị bán giống như trong Thế Giới Di Động đó, tôi phát hiện ra, tôi ngồi với anh tôi mới phát hiện rồi tôi quan sát tôi thấy vậy nè, là anh bán cái điện thoại di động iPhone đó là lời khoảng 1 triệu thôi, tại vì tôi có từng phỏng vấn anh mà, thế anh bán cái điện thoại gì anh lại khoảng bao nhiêu đó, không có lời như chú ơi, có từ mấy trăm ngàn tới 1 triệu. Nhưng mà tôi phát hiện ra một điều, anh chị biết Thế Giới Di Động giàu từ đâu không? Từ cái vụ mà anh chị, ví dụ cái điện thoại mình nè, à, điện thoại này nè, anh chị mà dán màn hình là lời vậy đó. Mua một cái miếng màn hình mà ở tờ giấy A3 và A0 á, là nó có mấy ngàn à, 2 ngàn, mua số lượng nhiều có 2 ngàn à. Anh chị dán một cái điện thoại này 100 ngàn. Điện thoại này gì? Cái điện thoại này nó đâu có chiếm bao nhiêu một cái tờ giấy mực đâu, đúng không? Và ngày xưa anh chị nhớ không? Dán xong rồi là vô bảo hành thoải mái. Giống như tôi đi ngoài đường ngày xưa tôi không có đi xe hơi, tôi đi xe Honda đó. Tôi thấy mệt mỏi là tôi chạy vô Thế Giới Động, thứ nhất là làm bộ cho nó chết nghẹt, thứ hai là gì, cho nó tháo cái dán này, nó dán lại cái mới cho mình, hoặc không tốn tiền, ngồi được uống nước không tốn tiền đó. Thứ hai nữa anh chị thấy là bắt đầu nó mới phanh khúc lại là dán chỉ trong vòng 1 năm thôi, sau đó 6 tháng, và sau đó bây giờ chỉ còn là bảo hành trong vòng 1 tháng. Anh chị hiểu tôi không? Có nghĩa là chúng ta chỉ dán trong vòng 1 tháng, mà chúng ta muốn dán bao nhiêu lần dán, nhưng mà đâu có ai rảnh. Bây giờ tôi đâu rảnh tôi dán đâu, cái thời mà mới ra trường nó khác, anh chị hiểu tôi không? Cho nên là nó lời từ không phải bán
thiết bị di động mà lời từ việc mà chăm sóc thiết bị di động. Và tôi có đề xuất cho anh là gì nè, anh nên làm một cái gọi là bảo hiểm điện thoại. Bảo hiểm điện thoại là sao? Tôi lấy từ ý tưởng từ bảo hiểm, thì cái này nó câu chuyện dài. Là ví dụ như một cái bảo mua một cái điện thoại thì anh ta bảo hiểm là 300.000. Ai mà cứ gớt xuống lỡ vô tình gớt mà bị màn hình bị sức bẻ chạy đó, cái máy mười mấy triệu mà, thì anh ta là thay màn hình, không lấy tiền. Và theo tính theo xác suất của bảo hiểm thì anh chị thấy á, là thường là 99 người sẽ bù qua cho một người, cho nên là đó là nguồn phụ. Đấy, đó thì tôi nói cho như vậy thì anh chị thấy á, là khi mà người ta giàu có thì anh chị phải ngồi, anh chị phải suy nghĩ và phân tích tại sao người ta giàu. Từ một góc độ nào đó người ta giàu, đúng không? Không phải là chúng ta kiên trì. Ví dụ như anh chị mà tối ngày bây giờ tôi nói là bây giờ anh qua hai đường sắm chiếc xích lô ngay chợ Bến Thành, ngày đạp đi anh, ngày được 300.000, anh đạp biết chừng nào mới mua được cái nhà ở Hóc Môn, đúng không? À, mình nói đi mình nói lại kiên trì, đương nhiên là đồng ý là kiên trì, nhưng chúng ta phải có cái thế. Thôi gì đi đạp xích lô vậy, để tôi ngồi chợ Bến Thành tôi uống cà phê cốc, bắt đầu tôi đi chạy bất động sản với thầy Toàn rồi cũng giàu nữa, đúng không? Chứ mắc gì chúng ta đạp, đúng không? Đạp thì cũng là siêng năng, ngồi uống cà phê để canh bán bất động sản cũng siêng năng, nhưng mà mỗi người nó có một cái thế. Cho nên đó, đầu tiên nhất tôi vẫn là quay lại cái câu hỏi là who am I, mình là ai, mình muốn cái gì, mình muốn năm 2022 này bao nhiêu triệu đô la, đúng không? Và mình muốn như vậy là mình xác định mục tiêu rồi, là không giống như mấy bạn trẻ mà thanh niên ngày xưa ở đường Nguyễn Huệ, tôi sẽ trở thành người giàu có, năm nay tôi sẽ kiếm 100 triệu đô la. Ở đâu mà ra? Kiếm 1 triệu đô la trước đi đại ca, đúng không? Em ơi, em ơi, ngồi xuống đừng có lên lóc tủ, hãy xuống nhìn trái đu đủ, đúng không? Đôi khi là sao? Chúng ta phải đi ngủ, tại vì suy nghĩ bí quá, ngủ, đúng không? Nhìn trái đu đủ hoài làm sao để chúng ta có được con dao, chúng ta cắt trái đu đủ cho anh ta ăn, đúng không? Rõ ràng là phải có mục tiêu và phải có phương pháp tiếp cận, đúng không ạ? Thì nhân dịp mà chị Ngọc Anh chia sẻ thì tôi quay lại cái câu chuyện của tôi, thì giống như anh em thôi, tôi cũng giống như anh Thiện thôi. Từ một miền quê xa xôi Vĩnh Long, đúng không? Một cái xã luôn anh chị, ở trong cái xã một cái chợ nhỏ nhỏ, đúng không? Mặc dù là giáp ranh Cần Thơ, nhưng mình chỉ biết là đi qua Cần Thơ đâu phải đi qua một cái đò, là hồi xưa không có đò đi qua đâu, phải bọc xuống cái huyện, đúng không? Và thị xã xong nó chạy ngược qua bên kia, đúng không anh chị? Đó thì mới đi qua cái đò, mới qua được cái cầu chợ Bà, mới qua Cần Thơ. Thì muốn qua Cần Thơ là cũng mất cả một tiếng hai tiếng đồng hồ. À, bằng là bây giờ Vĩnh Long đây về dưới là khoảng chừng 2 tiếng à. Đấy, bây giờ chạy ô tô là 2 tiếng. Cho nên anh chị thấy á, là ngày xưa thì ai cũng khổ hết trơn á. Thì ai cũng đầu đi lên Sài Gòn thì anh chị giống như các anh chị thôi, thì tôi cũng đi học hành. Và trong cái quá trình học á, thì mình cũng đi dạy thêm. Nếu mà tính ra mà cái nghề đào tạo này đó, tôi chắc phải cỡ 40 năm. Tại vì từ cái tháng, anh chị biết là từ lớp 9 là ông thầy, ba tôi là ông hiệu trưởng ở trường mà. Ông đã dạy, ông cứ lấy gà ra luyện, tôi như gà đá, ông đem ra ông luyện. Tới là tôi đã học hết, lớp 9 là tôi đã học hết sách lớp 12. Đấy, đó là sự thật luôn chị. Và học sinh giỏi toàn quốc luôn. Và anh chị biết nghề của tôi là gì biết không? Là ông đi dạy toán, thì tôi ngồi kế bên. Tại vì tôi là con trai một mà. Giống như là tôi là gọi là trong dòng họ là cháu đích tôn. Cho nên anh chị thấy cháu đích tôn á, cũng áp lực quá. Mà mình học càng giỏi càng áp lực. Thấy không? Thật sự là vậy mà. Bây giờ mình cũng áp lực, làm cái gì cũng phải đàng hoàng. Làm mà lỡ có bị gì cái á, là mang tiếng. Anh chị hiểu tôi nói không? Mang tiếng cái dòng họ giống dẫn đâu. Đấy. Cho nên đó là khi mà ông đi dạy á, là tôi ngồi kế bên, bắt đầu tôi chỉ bài. Tôi nói mấy, ủa sao mấy bài lần ngu vậy? Bắt đầu tôi chỉ bắt đầu ông về, ông sẽ chỉ cho tôi cách truyền đạt lại cho người khác. Anh chị thấy đó là mình, bây giờ tôi gọi đó là giao như chi, có nghĩa là hành như chi và giao như chi, có nghĩa là chúng ta học tập trong lúc chúng ta làm việc, hành mà thực hành, gọi là giao như chi. Tại vì cái câu này của tôi là nói là đối xứng với câu của UNESCO là để learning to know, có nghĩa là học để biết, learning to do là học để làm, learning to become có nghĩa là học để trở thành, đúng không? Còn tôi là học để làm gì? Learning to life có nghĩa là học để chúng ta sống với cái nghề đó, là bốn cái chủ đạo của UNESCO. Anh chị biết là UNESCO rồi, đúng không? Còn tôi là sao phải? Học để biết, đúng không ạ? Học để làm, học trong quá trình học, để chúng ta làm chúng ta học, và học trong lúc chúng ta giao lưu chúng ta học. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đang giao lưu kiểu này nè, chúng ta đang học đấy,
từ cái cách chia sẻ, ví dụ như anh chị thấy không, chị Ngọc Anh chia sẻ cái cách khác, còn tôi là chia sẻ cách khác, tôi chim vào những cái câu nói và những cái cách nói để cho nó gây cười, giống như tấu hài, thách thức trên hài, để chị anh chị nhớ tới tôi, đúng không? Đúng không? Và tôi nhìn, tôi vừa trao đổi về, tôi nhìn thấy nét mặt của chị, ví dụ như thế, chị Ngọc Anh cứ mỉm mỉm cười, cười cười đại đi, làm gì mỉm mỉm, đúng không? Thì lâu lâu là tôi chọc cười anh chị, thì lúc sau đó anh chị sẽ nhớ tới những cái lời tôi chia sẻ. Thấy không? Ví dụ như thầy Lê Thẩm Dương á, là phong cách của ông là vô ông chửi, mà đúng thiệt là người miền Bắc là vậy đó, vô là ăn bún chửi. Anh chị thấy ở trên mạng nó có một cái đó, ăn bún chửi, nhưng mà đó là phong cách của người ta, còn phong cách của mình là sao, là phải vui vẻ, đúng không ạ, và tấu hài trong đó. Đó, đó là mỗi người có một cái phong cách khác nhau. Cho nên là anh chị sẽ thấy nè, ở đây tại sao tôi diễn giải như vậy, diễn giải như vậy để cho anh chị thấy rằng là thành công nó có một cái phương pháp và chúng ta phải học, không có con đường nào khác. Học ở đây không phải là chúng ta vô trường đại học chúng ta ngồi chúng ta học, mà là trong quá trình đọc sách chúng ta sẽ học. Anh chị thấy không, một người bình thường chúng ta đọc sách thì chỉ bình thường thôi, đọc sách ai đọc cũng được. Nhưng mà trong đây chúng ta muốn tập hợp, tôi muốn tập hợp tất cả lực lượng tinh hoa, đúng không ạ? Và tôi lưu lại những video clip này, lâu lâu anh chị xem lại và anh chị thấy bảo đảm luôn, mời anh chị phát biểu như vậy, anh chị không thể nào phát biểu giống như vậy luôn. Tại vì sao? Trong cái thời điểm đó đó, cảm xúc dâng trào. Thì tôi cũng giống như các bạn, khi mà tôi lên học đại học đây nè, tôi một giới quyết tâm là phải có hai chữ thôi, làm giàu và làm giàu. Đấy, nhưng mà anh chị sao? Tôi ngồi tôi bắt đầu tôi suy nghĩ là bây giờ á, mỗi một tháng á, ba mẹ cho mình có 300 ngàn. Mà khi mà ba tôi lên đây, ba tôi phải nghỉ trường ở dưới, đâu có tiền gì mà, anh chị. À, đầu tiên nhất là mẹ tôi nghỉ và phải đi lên Bình Dương. Đấy, làm cho một cái bà gì. Đấy, à, cũng buôn bán để có tiền học cho anh chị thấy tôi học. Thì tôi cũng thấy hoàn cảnh đó là, và năm sau thì ông già ông lên, ông già ông lên là ông cũng nghỉ cũng làm, ông không có dạy học nữa, tại vì dạy học là không có nhiều tiền, thấy chức vụ ngon lành chứ không có nhiều tiền. Tại sao thì đám ma đám dỗ đám hỏi gì cũng mời cho, tại vì dưới quê sống rất tình cảm mà. Anh chị đi anh chị biết rồi, bây giờ chúng ta đi chúng ta phải có tốn chi phí, đúng không? Cho nên là mình không phải là người tính, nhưng mà rõ ràng là có nhiều cái chúng ta phải chi, đúng không? Cho nên là khi mà ba mẹ tôi lên đó, thì tôi thấy rằng là không được, mình là có một cái nghề là tạo, đúng không? Cho nên là tôi, anh chị biết không, tôi là đạp xe 40 cây số là đúng nghĩa luôn đó, từ Thủ Đức, đúng không? À, tôi ở Thủ Đức, ở chợ Thủ Đức đó, là phải đạp tới Bình Dương. Mà anh chị nhớ là cái đoạn mà lên mà Bình Dương, mà cái đoạn mà gần gần Sóng Thần, cái đường gì tôi quên mất rồi, nghĩa là Lê Minh Xuân gì, Thanh Xuân gì, Xuân nó quên rồi, ở Thủ Đức đó, mà nó ghép ra với Bình Dương đó. Mà mỗi lần mà lên á, là cái quận đi á, là lên dốc không sao, cái quận về mà tối mà nó trời mưa nó là có sao. Mà lúc đó ốm nó đạp không nổi luôn, đạp chiếc xe đạp đạp không nổi, chạy xuống ghét quá tao giác mà lên dây tao đi luôn. Anh chị thấy không, là tôi phải đi dạy. Mà tôi có một cái chiêu rất là hay, đó là gì, dạy vô tuyển sinh, dạy luyện thi đại học bao đầu đó, tôi là bao đầu, không đầu trả tiền lại ký tên luôn đó. Cho nên là có những cái là tôi có những lúc tôi dạy một cái em, một số em ở trên Bình Dương đó. Nói là Bình Dương nhưng thằng cái nó Dĩ An cái gì, nó giáp ranh với Thủ Đức á, đi khoảng 40 cây số đó, nếu mà từ Đại học Bách Khoa đi qua là khoảng 40 cây số đó. Cho nên anh chị thấy là có nhiều bạn là đậu được 30 trên 30, tại vì thực tế mình đã trải nghiệm, mình đã đậu rồi. Thì thí dụ như tôi nói cho anh chị nghe là nó thành một cái chi tiết, là anh chị sẽ thấy là mình sẽ là một cái bài đề toán mà giải đề thi á, là nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên nhất là bắt đẳng thức, là anh chị thấy không, về tôi còn nhớ cái phần thứ hai á, là phần về hàm số. Mà hàm số là tôi có chiêu là tôi vô gặp đề thi là em cứ làm hàm số trước. Tại sao? Hàm số nó dễ lấy điểm. Thứ nhất là vô ví dụ như miền xác định R trừ bao nhiêu là tự nhiên em có 0,5 điểm mà. Anh chị hiểu tôi không? Và mình khảo sát hàm số là dễ khảo sát hàm số, lấy 0,5 điểm được. Có nghĩa là sao? Mình học thì mình học cái khó, nhưng mà làm để thi. Giống như vào kinh doanh là chúng ta tìm cái gì dễ làm trước. Tôi vô là tôi vô phần thứ hai, tôi đi đều nói là anh chị vô phần thứ hai, tại vì thực tế ba tôi cũng dạy vậy, và tôi thực nghiệm tôi đã lấy được 30 trên 30 ba môn, môn 10 điểm toán lý quá, và tôi hiểu luôn. Và trong cái lý vật lý là anh chị cũng phải dùng áp dụng hàm số để khảo sát. Và như thế nào, những ông thầy mà chấm thi ở vùng này nó phát minh một cái phương pháp giải toán mới. Anh chị hiểu tôi nói không? Như thế là anh chị sẽ thấy cái hồn, thả cái hồn nhập
cái bài thi đó. Cho nên là bạn nào làm toán cũng ok hết. Và ngay cái quá là môn khó nhất. Tại vì những người nào mà thi toán lý quá đó, ví dụ như bạn nào mà thi bác sĩ là quá sinh, thì quá nó sẽ trở thành môn là giỏi. Nhưng mà người thường, đa số tôi theo những chuyên nghiệp á, anh nào mà thi khối A không phải khối B á, là hóa là sợ lắm. Ngay cả bản thân tôi cũng sợ. Phản ứng hóa học như thế nào thì bắt đầu mình sẽ có cái công thức, mình sẽ tính ra được. À, vật lý cũng vậy đó. Thì nói như vậy nên chị thấy là gì? Thì trong cuộc sống này kinh doanh cũng vậy. Tại sao chị thấy á, là tôi luôn có những cái công thức không có giống ai. Ví dụ như những người khác mà nói lý thuyết thì tôi nói là thành công là gì? Thành công thì bằng mục tiêu cộng với phương pháp vật lý. Tôi ra luôn cả giống như một đề toán đấy. Và anh chị nhìn vào nó sẽ trực quan sinh động. Tại vì chúng ta diễn giải là từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Chúng ta sẽ diễn giải nó rất là cố gắng hơn. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì quá trình dài như vậy, như em Dung đã chia sẻ, đúng là phải có một cái sự trải nghiệm. Anh chị biết là tôi phải đạp xe. Và khi mà tôi đạp xe trên đường về, tôi nói bây giờ mình đi dạy như vậy mà một tháng có 300 ngàn tuần 2 buổi mà đã khó khăn như vậy, thì biết chừng nào chúng ta mới có 1 triệu, và chúng ta biết chừng nào chúng ta mới có 100 triệu, thì biết chừng nào chúng ta có nhà. Bắt đầu mình suy nghĩ chứ. Như vậy thì bắt đầu ước mơ trỗi dậy là tôi phải thành lập trường. Sau này tôi làm cái gì không cần biết, tôi có tiền. Mà đúng bây giờ tôi làm đúng như vậy luôn. Mặc dù tôi dạy đại học kinh tế hay tôi dạy bất cứ doanh nghiệp nào, tôi đứng vai trò tôi coi tôi là ca sĩ, và mốt tôi phải thành bầu show. Đó là bằng chứng là tôi mở lên viện đào tạo Bách Khoa, tôi mở chuỗi trung tâm ngoại ngữ, tôi mở đủ thứ hết, và mình phải làm chủ. Tại sao? Tại vì trong lúc mình đang nói chuyện đọc sách như thế này thì có một thằng đang ngồi soạn bài để nó dạy cho mình, nó lấy được 100 đồng thì mình lấy được 200 đồng, thế thôi. Và như thế là mình phải nhân bản ra, nhân bản ra là 100 thằng nó kiếm 100 đồng cho mình, có phải mình là đại ca không? Đấy, cho nên mình là phải là nước lên là thuyền lên, mình phải là thuyền và nước là người ta phải dâng mình lên, và mình làm sao mình quản trị đừng cho nước nó lật thuyền là được. Giống như chị Ngọc Anh nãy chia sẻ đó, là chúng ta phải làm sao quản trị doanh nghiệp tốt. Như anh qua hai đường là anh quản trị tốt, anh cũng làm tốt, nhưng chẳng qua là sao, chẳng qua em chưa có hơn thôi, em chưa có tài chính để em quản trị thôi. Nhưng mà mình phải nung nấu, giống như anh chị bây giờ là phải nung nấu cái ý chí quyết tâm. Ngày hôm nay là mình sao ạ? Mình sẽ làm, ví dụ như giả sử như anh chị mà làm xe nước mía thì anh chị phải làm một chuỗi xe nước mía. Giống như anh chị thấy xôi lá chuối không? Xôi lá chuối là một trong những case mà tôi cũng tư vấn đó, là mở một chuỗi cửa hàng ở Sài Gòn xôi lá chuối. Anh chị đừng có kinh thường xôi lá chuối nha. Xôi lá chuối có 10.000, 20.000 thôi, nhưng mà tỷ suất lợi nhuận khá cao nha. Ví dụ như anh chị mà làm cái lĩnh vực gì đó mà anh chị thấy là xôi cho xôi mua có mấy chục ngàn một ký thôi, một lít gạo thôi, mà anh chị nấu ra một cái súng thôi nè, bán 20.000 nhiêu đây nè, anh chị có tỷ suất lợi nhuận cao không? Chưa kể là mấy vòng kia, đúng không? Thì anh chị thấy là rất nhiều thứ. Đấy, đó là nhiều khi chúng ta nhìn. Cho nên anh chị thấy nè, lâu lâu tôi cũng có những cái suy nghĩ kỳ quái. Ví dụ như là người ta thống kê nền kinh tế GDP, thì tôi thường ngồi uống cà phê tôi cười, mấy thằng tiến sĩ nó ngồi chắc nó quên tính cái vụ mà bà bán xôi, bà bán bánh mì, bà bán nước đá ở đầu ngõ. Những người đó đó, anh chị cho anh chị biết nghe, tỷ suất lợi nhuận của dự án nó khá cao. Nhất là bán cà phê, một ký cà phê bình thường là người ta pha có 35 ly thôi, nhưng mà có nhiều người giỏi đó, tôi tư vấn nhỏ là pha 70 ly. Nhưng là sao? Nhưng mà chất lượng vẫn như vậy. Thì anh chị thấy đi, một ly cà phê bán, tại sao vậy? Tại tôi có tư vấn cái chuỗi cà phê, cho nên là tôi hiểu luôn tại sao tôi không có nói xạo, đúng không? Tại sao không ký cà phê mà ca, tôi hỏi em pha được nhiêu, tôi ngồi thực tế mà tôi là tôi tư vấn có chi cho doanh nghiệp tới, em pha được bao nhiêu cà phê, nó em pha được 35, tại sao em không pha được gấp đôi? Dễ lắm anh chị có để ý không, ở trên ly cà phê những cái nơi khác á toàn là đá bi nhiều. Đấy, đó là một cái bí quyết. À, còn những cái bí quyết khác nữa thì cà phê. Đấy, cho nên tôi nói tóm lại là gì, anh chị phải có một cái thế, mình phải có suy nghĩ ở một cái phương pháp thì mình mới thành công được. Đương nhiên là chúng ta phải có sự kiên trì. Thì đó là một số cái case study mà tôi chia sẻ cho anh chị, và rất mong là anh chị sẽ ủng hộ thêm cho cái chương trình đọc sách của chúng ta, và anh chị cứ thoải mái bằng lực. Ở đây chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp. Tôi lấy ví dụ như là văn phòng Hồ Chí Minh năm 2022 này, chúng ta sẽ có mục tiêu là 100 tỷ, doanh số là 100 tỷ. Thì bây giờ chúng ta có 13 người, 12 người. Thì như vậy thì chúng ta sẽ phân công ra người bao nhiêu tỷ,
một năm. Thí dụ như là 100 tỷ thì bây giờ là mình đạt mục tiêu khoảng 120 thì một người là phải 10 tỷ. Đúng chưa? 10 tỷ như vậy chúng ta chia đều cho một năm là 10 tháng đi, 2 tháng còn lại ăn chơi đi. Thì ít nhất một tháng anh chị phải đem doanh số như 1 tỷ. Và để đạt được doanh số 1 tỷ thì một ngày anh tiếp xúc bao nhiêu người? Nếu chúng ta sáng chúng ta tiếp xúc bao nhiêu người, chiều chúng ta tiếp xúc bao nhiêu người. Và chúng ta phải có giải pháp, nếu chúng ta đi quy động như vậy á thì nó không ăn thua. Mà chúng ta phải dùng cái thế khác. Đó là chúng ta dùng sản phẩm dịch vụ, chúng ta cốt cho những cái tập đoàn bất động sản. Mà khi họ sử dụng sản phẩm mình, họ yêu quý sản phẩm dịch vụ thì cái việc mà chúng ta đồng hành cùng về mặt tài chính là khả thi. Đấy, và chúng ta sẽ có những cái giải pháp khác ở ngoài cái giải pháp đó. Thì chúng ta có thể đi theo con đường là giáo dục thị trường bằng cách nào đó, hoặc là chúng ta truyền thông, hoặc là chúng ta tiếp cận những cái pool của những cái nhà đầu tư. Ví dụ như tôi thường tiếp xúc những cái pool cho nên anh em gọi là cái quỹ đầu tư, nhưng thực chất bên ngoài nó không phải là cái quỹ đầu tư. Có nghĩa là cái quỹ đầu tư mà theo quan niệm của nhà nước á, thì anh chị phải thành lập xin giấy phép của Bộ Tài chính. Ví dụ như chúng ta hiện tại là đang có 47 cái quỹ đầu tư, thì tôi cũng đang manh nha thành lập cái quỹ đầu tư công ty quản lý quỹ đầu tư thứ 48 của Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta đó là có giấy phép. Còn ví dụ như anh em mình giống như hồi nãy anh Thiện có chia sẻ đó, chúng ta có thể trở thành một group, một cái nhóm để chúng ta trở thành một cái quỹ đầu tư. Thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái mà chúng ta có thể hợp lực nhau để chúng ta đầu tư một cái dự án bất động sản nào đó, và chúng ta đầu tư vào một cái dự án nào đó mà với tinh thần là hợp tác, đoàn kết và xây dựng. Thì đó là một trong những cái ý mà ngày hôm nay tôi thấy là chia sẻ khá nhiều, và hy vọng là tôi sẽ nhường lại cho MC, và MC có thể mời anh em, hoặc là nếu không thì chúng ta kết thúc ở đây. Xin trả lời micro cho MC ạ. Vâng, xin cảm ơn anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn sáng nay cũng đã chia sẻ cùng buổi đọc sách của chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều những cái kiến thức. Thì bây giờ cũng đã 7:20 rồi, thì có lẽ là em xin kết thúc buổi đọc sách ngày hôm nay tại đây, để cho các anh chị bây giờ cũng đang chuẩn bị để Tết nên là mọi người cũng bận rộn. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 5:30 sáng ngày mai, chúng ta vẫn tiếp tục đọc sách, và đặc biệt là đọc sách của chúng ta sẽ không nghỉ Tết, kể cả mùng 1 Tết chúng ta cũng vẫn đọc sách. Chúng ta tăng tư duy, tăng kiến thức cho mình và không ngừng nghỉ. Đó là một cái mục tiêu, và cũng như thế chúng ta mong muốn được cái mục tiêu của chúng ta. Nếu như chỉ có là tham gia với đọc sách mà chúng ta còn không đạt được cái mục tiêu của mình là hàng sáng chúng ta dậy đọc sách, và chúng ta chảnh mảng trong mấy ngày Tết là ăn Tết xong chúng ta không theo được nữa đâu. Và đó là cần có cái sự duy trì trong mỗi con người của chúng ta, để chúng ta tạo cho mình những cái năng lượng. Và em cũng xin cảm ơn anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn, cảm ơn sự chia sẻ của các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như cảm ơn tất cả các anh chị trong phòng Zoom đã ngồi đến giờ này để chúng ta cùng nhau nghe đọc sách, cùng nhau chiêm nghiệm và rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Và chúc tất cả các anh chị một ngày cuối năm thật nhiều niềm vui, và hãy mang tiền về cho mẹ ngày Tết. Vâng, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 5:30 sáng ngày mai. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Mang tiền về cho mẹ lớn và mẹ nhỏ.